Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ninh Tuyết Mạch cởi hàng thiết trói trên lưng ta ra đi. Đa tạ. Không cần cảm ơn, chúng ta mau ra ngoài đi. Sư phụ, đi tìm sư phụ mau. Bên ngoài, yên tâm, bọn họ đi về hướng khác, tạm thời không ai đánh quan tâm chúng ta đâu. Ồn ào ầm ĩ như vậy còn ra hệ thống gì nữa? Sư phụ, nguy to rồi, phía nam linh hương viên bị cháy rồi. Sư phụ, sư tổ, chủ tượng. Đệ tử của ta còn có tâm can bỏ bối của ta. Đây là nơi nào cơ chứ? Một nơi như vậy sao lại có thể cháy được? Không phải là có người muốn mưu hại sư phụ chứ? Chắc không phải chứ, sư phụ đâu có gây thù với ai đâu. Tiểu Bạch đâu? Sư phụ một canh giờ trước, đệ tử thấy Tiểu Bạch điện hạ tới hóa sinh trì. Nhưng người đang ở đâu? Đệ tử không biết, Tiểu Bạch vừa đến ta liền thấy ánh mắt của sa nhân rất đẹp. Tiểu Bạch, ta còn tưởng nàng ta hiếm khi ngoan ngoãn, dám đối nghịch với đồ vật của sư phụ, đến cả tỏa cốt hương, tỏa cốt dương hôi cũng dám tính kế, người giỏi lắm. Cho dù là chạy bằng thủy độn cũng dám mở thoát khỏi tay ta sao? Sao hắn nãy tâm thần không yên như vậy, có liên quan gì với chuyện của Nhan Tử Duyên không? Người có tâm sự lại còn quên cầm máu, không chừng Diệp Thanh Lan có thể lần theo mùi máu đuổi theo đấy. Ta nghe nói Diệp Thanh Lan chính là kỳ tài luyện võ trong cơ thể này thực sự có ngủ lại linh căn sao? Đúng vậy, nghe nói cũng bởi vì nàng là kỳ tài hiếm thấy, năm đó đế tôn mới có thể phá lệ nhận nàng ta. Vậy chẳng phải nàng ta cũng có thể sử dụng thủy độn hay sao? Chúng ta đi mau. Chậm đã, nếu như thuật thủy độn của Diệp Thanh Lan rất mạnh, ngươi lại còn đang bị thương, chúng ta có chạy mù quáng thế này chắc chắn không thoát khỏi nàng ta. Ngươi định làm gì? Ngươi nghe ta chỉ huy. Ngươi lấy máu trên người lực lượng nhỏ vào các thủy mạch ở đây, nhưng lưu lại 3-4 đường không có máu. Chúng ta đi về hướng không có máu, lúc nào gặp phải ba ngã ba, ngươi đại nhỏ máu tươi vào 2 trong 3 cửa thủy mạch. Được. Ở đây không có, mấy con sông lúc nãy tiểu cũng không có, chỗ nào cũng là mùi máu của sao nhân kia, cái sinh hồn kia thật chết tiệt. Dùng tốc độ nhanh nhất đưa Văn Tính Ngư tới đây, bản tại cho phép ngươi dùng Thanh Lan Điệu. Điệu, còn nữa, mang theo đệ tử nội môn, bảo bọn họ ngồi phi cầm dọc theo dấu vết thủy mạch bản tạ lưu lại trên mặt đất tìm kiếm sao nhân và bạch miêu. Vâng sư phụ. Bản tạ không phân biệt được hơi thở mạnh yếu của sao nhân, nhưng Văn Tính Ngư lại không phân biệt được chắc. Ngồi nghỉ ngơi trước đi, ta đi bắt mấy con cá. Còn nó ăn được nữa, quả đúng là một nam nhân tốt. Xế chiều hôm nay chạy sắp được nghìn dặm mà cũng không thấy chi bên của Diệp Thanh Lan. Trong chốc lát này ta chưa thể đuổi kịp được, ta có thể nghỉ ngơi một lúc, dù sao thể lực Diệp Phong cũng sắp cạn kiệt rồi. Thơm quá, hóa ra nhân ngư các người cũng ăn cá ư? Quanh năm nhân ngư sinh hoạt dưới đáy biển, tất nhiên cũng lấy sinh vật biển làm đồ ăn, thịt cá là chủ yếu. Vậy các người cũng ăn như bọn ta sao? Có phải nấu lên không? Dưới biển thì nấu kiểu gì? Chúng ta nấu bằng lửa biển, không dùng củi. Lúc trước từng bắt ngươi hiếp bức Hồng Y cầm sư và làm ngươi bị thương, ta rất xin lỗi. Không sao, ngươi không làm ta bị thương được. Ngon quá, ngươi dùng củi nướng cá ăn cũng rất ngon. Có phải ngươi từng ở đại lục một thời gian không? Cũng không lâu lắm, có 3 năm thôi. 3 năm, đó không phải vừa vặn là 3 năm làm ám vệ cho Nhan Tử Duyên chứ? Diệp Phong, ngươi vì Nhan Tử Duyên mà đến sao? Hình như Nhan Tử Duyên chưa từng tới biển, sao ngươi lại biết nàng ấy? Kiếp trước nàng là nhân ngư của ta, nàng là nhân như ta. Kiếp trước? Nhân duyên kiếp trước ư? Kiếp trước của Tử Duyên là cô nhi, ta nhặt được nàng ở một vách đá, sao lại đặt tên cho nàng là Diệp Vũ, mang nàng về tộc, lại nói kiếp trước kiếp này của nàng ấy tính tình thực sự là giống nhau như đúc. Ca ca, ca ca ra ngoài chơi với muội đi mà. Diệp Vũ đợi lát nữa. Ca ca chỉ biết tu luyện thôi, tu luyện quan trọng hay muội quan trọng? Thập Vũ ta. Diệp Vũ, muội xem ta tìm truyện cổ tích cho muội nè, chính là cái câu chuyện cổ tích trên đất liền đó. À, quả nhiên là Diệp Phong ca ca tốt nhất, muội yêu Diệp Phong ca ca nhất luôn. Trên thế giới còn có động vật như vậy sao? Còn có vật như vậy ư? Muội cũng muốn lên thuyền to đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa. Ồ, tiếng đàn uyển chuyển quá, nếu như ta cũng có thể học được thì hay quá, ca ca chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Sao đại sư không đàn tiếp? Thỉnh đại sư đàn tiếp đi, chúng ta muốn thưởng thức thêm phong thái của đại sư. Yên lặng, có thứ gì đó. Tiếng đàn nó mất tiêu rồi, cầm sư cũng không thấy đâu. Sao hắn ta không đàn tiếp nhỉ? Yêu quái, lá gan người cũng lớn được đấy, còn dám tới gần như vậy. Ta không phải yêu quái, ta không phải. Ngươi nghĩ rằng ta lại mặc cho người trên thuyền này tùy ý trở thành thức ăn của ngươi sao?
Ca ca, Diệp Phong ca ca. Diệp Vũ, muội sao rồi? Đột nhiên lại bị bắt, vết thương trên người muội đâu ra đấy? Các người nhớ là muội ấy bị thương. Thế nhưng ta không ngờ nhất chính là nàng đi cứu tên cầm sư kia, giấu hắn ở một hòn đảo, sau đó hòn đảo hoang, sau đó ta lén đi theo Diệp Vũ lên đảo muốn giết chết tên cầm sư kia để chấm dứt hậu họa. Nhưng Diệp Vũ không chỉ bảo vệ tên cầm sư kia, lại còn để hắn đâm ta một kiếm. Ta nhất thời tức giận, ép nàng chọn trở về với ta hay đi cùng tên cầm sư kia. Kết quả nàng chọn tên cầm sư bị ta đã thương kia. Vậy mà đến lúc đó ta mới phát hiện bản thân không thể chấp nhận việc Diệp Vũ cùng với nam nhân khác. Về sau, từ biển khơi đến đại lục, chắc hẳn nàng đã chịu rất nhiều khổ sở. Ta lại chẳng quan tâm gì đến nàng, nghĩ thầm muốn chặt đứt đoạn tình cảm này, bởi vậy mới đáp ứng hôn sự trong tộc định ra. Lại không ngờ lần tiếp theo nàng xuất hiện trước mặt ta lại chính là trong tiệc đính hôn của ta. Diệp Phong ca ca, hôm nay là đại yến đính hôn ta, người tới làm gì? Lúc đầu tại nơi đảo hoang kia, không phải nó mở người một ngã với ta không còn quan hệ sao? Ca ca, đại hôn của ca ca, sao mọi người dám tới quấy rối chứ? Vậy muốn đến đây làm gì? Diệp Phong ca ca, muội quay lại đây là vì muốn mời đại tế tư thêm muội thành thuộc phân chân. Lúc nghe muội ấy đến xin đại tế tư phân chân thay cho muội ấy, lúc đó ta cũng tức quá nên đã đáp ứng yêu cầu của muội ấy. Kết quả chính là muội ấy không chịu được thuộc phân chân nên... Diệp Phong, ta hận huynh, ta không muốn làm muội của huynh nữa. Sao như không có luân hồi chuyển thế, như tớ muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của muội ấy trước khi chết, nên đã dùng cấm thuật miễn cưỡng giữ lại hồn phách của Diệp Vũ, đưa muội ấy vào chuyển thế để muội ấy trở thành một con người chân chính. Cấm thuật e là vì cái nguyện vọng này của Diệp Vũ mà Diệp Phong sợ phải trả giá cực đắt. Diệp Vũ chuyển thế trở thành nhan tử nhiên mà người cô ấy thích, có phải cũng chuyển thế định cố tự yến không? Đúng, chính là hắn. Bất kể tiền kiếp hay kiếp này, ngày ấy đều mê muội hắn ta. Sao ta có cảm giác có chỗ nào đó sai sai ta? Diệp Phong, vậy sau khi Diệp Vũ chết đi thì tình hình của tên đàn sư kia ngươi biết không? Sau khi Diệp Vũ chết, ta có một lần tìm hắn. Hắn biết Diệp Vũ chết này cũng rất thương tâm, nhưng lại không chịu thừa nhận Diệp Vũ chết. Hắn đã thấy hắn còn xảo biện nói lòng Diệp Vũ có người khác nên bỏ đi. Ta hận hắn dám nào không dám nhận, đập hắn một trận. Sau này tuy tên cốn nạn đó từ chối hôn sự của ta gia tộc, nhưng vẫn còn sống đến 110 tuổi mới chết. Hóa ra là vậy. Vậy Diệp Phong, Diệp Vũ có biết cô ấy không phải là mùi mũi ruột của ngươi không? Diệp Vũ chắc là đã biết rồi, tuy ta không nói thẳng nhưng chắc có khi Diệp Vũ không biết thì đúng hơn. Không phải Diệp Vũ luôn coi Diệp Phong là ca ca ruột của mình chứ, nên lúc phát hiện ra tình cảm mà bản thân dành cho Diệp Phong, nên nghĩ là loại tình cảm này không nên có với ca ca. Đúng lúc xuân tâm đạo được thì tên đàn sư kia xuất hiện, hắn bày hoặc Diệp Vũ. Đúng lúc Diệp Vũ đang bị thương lòng bởi vì Diệp Phong nên cần người kề bên chia sẻ với nàng ấy, vì bạn nãy mới đi theo tên đàn sư kia. Nhưng là trên trối của Diệp Vũ lại là hận hắn. Nếu không phải vậy, hắn cũng tận tâm tận lực với Diệp Vũ rồi. Đúng rồi, chắc chắn không thể hận hắn được. Nói chung chuyện này cũng chỉ là suy đoán của mình, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng chỉ có Diệp Vũ tiền kiếp mới rõ. Đúng rồi Diệp Phong, người biết ở đây cách biển là sát bao xa không? Khoảng 8.000 dặm. Người muốn đến đó à? Ta muốn đi Tiêu Dao đảo Vương Anh Đài. Đảo chủ đó tên Dung Nguyệt Thiên Lan, chắc là y tiên có thể giải được thuật pháp trên người ta. Cái linh hồn này thật là mới có xuất khứa một tiếng mà lại chạy xa đến 8.000 dặm. Vậy tiếp theo chúng ta nên đi theo hướng nam về biển La Sát, chọn đường đi trong biển có lợi cho ta, chỉ cần... Diệp Phong, có người đến kìa, là người của bài Minh Giáo, của bá Minh Giáo, biển La Sát, đảo Tiêu Dao chúng ta tận tiếc. Đảo Tiêu Dao, Vương Anh Đài. Sao lại tên đã chỉ được cho Vân Hệ 3 giờ rồi, cái kết giới này vẫn không mất đi. Náo loạn. Kết giới của Dung Nguyệt rất hoàn hảo, nhưng giờ dùng để chiêu hồn phách của Tuyết Mạch lại không có phản ứng gì. Cô ấy cũng tính nhìn lại ra thoát khỏi kết giới, tạm thời không hồn phi phát tán, cơ thể chưa thể chuyển thế, vậy thì chỉ có thể nhờ đến thứ gì đó trên người thôi. Tế tạ, thôi thứ chưa ta nhiều lời, ngài và cô ấy mới tân hôn đêm hôm qua, mà mới sáng tân hôn ngài đã chẳng đi nói, mà ngài đã chẳng nói chẳng rằng mà quản quăng người chạy đi, muốn liên lạc thì cũng không được, nên cô nương sẽ không giận dỗi chứ. Nãy không nhàm chán như ngươi, muốn giận dỗi thì phải là ta mới đúng. Đêm tân hôn trị thương cho nãy kết quả khiến bản thân mình xém chút bị trọng thương, nhưng mà nha đầu đó còn không biết ơn mà cám ơn ta đã được ta trị thương xong còn lăn ra ngủ. Đã thế đêm qua nàng ta gác chân nên ta cả đêm, sáng sớm nàng ta còn bày đặt sợ ta chạm vào nàng ta nữa, đã khiến ta giận dỗi rồi mà đi ma giới hái thuốc quay về, lại còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, đúng là không bao giờ khiến người ta hết đau đầu mà.
Vậy còn con Kỳ Lân kia đâu? Ta ở đây. Vừa rồi lúc trả nhân đang chữa bệnh, ta đánh đổi ta đi ra ngoài hồ tu luyện. Dùng cảm ứng tâm linh cảm nhận chủ nhân của ngươi đi xem nàng ấy ở đâu. Ta thử rồi mà không được. Kỳ Lân cũng không cảm nhận được, vẻ hồn phách của nàng ta đã vượt ra khỏi ngàn dặm rồi. Rốt cuộc nàng ta chạy kiểu gì? Lẽ nào nàng ta tu ý niệm phách, muốn đến đâu hồn phách tới đó, như sự cường đại vị trí của nàng ta. Nếu nàng ta nhập vào con mèo hay con chó gì đấy, lúc đó có khi nàng ta là cảm giác sai, nên là dùng cách chết tiệt để thoát thân. Mà giờ nàng ta còn chưa về, chắc là bị tác dụng của thuật hồn phách áp chế rồi. Trai nhanh thiên tinh phái, vô cực phái, Bái Minh giáo, mấy giờ gần đây họ có động tĩnh gì? Nửa giờ sau, bỗng nói tôn hai giờ trước Bá Minh giáo có dị động, họ truy sát một giao nhân bằng một con mèo, gắt lắm, ngay cả giáo chủ Diệp Thanh Lan cũng tự tham gia tìm kiếm. Báo cho ta vị trí cụ thể. Vâng. Diệp Thanh Lan à? Ngài đế tôn. Tuy nó chưa từng thấy bản thể của mình, nhưng chắc là đã từng nghe, cho nên mới có thể nhận ra mình. Xem ra con Kỳ Lân này cũng thông minh. Đại thần, ngài lại muốn mạo danh đế tôn, vừa thật thông minh, có phải như vậy thì sẽ dễ cứu được chủ nhân của ta không? Đồ ngu này, não người nhét toàn phân bò à. Hàng đại thần, ngài mang ta đi đâu đấy? Người này thật đáng ghét, sao lại có người xách mẹ như xách bịch rác thế không biết. Tết nhất cũng là Kỳ Lân thì mang ta đi cũng đành phải đàng hoàng chứ. Đến đến nhất cũng phải cung phụng, hoặc bế nựng ta chứ sao lại xách ta. Từ giờ coi ta là đế tôn. Nhưng ngài đang mạo danh đế tôn mà. Có phải ngài đã từng nghe cơ tình giữa đế tôn và Diệp Thanh Lan, cho nên ngài mới cố tình giả làm sư phụ nàng ta? Là ai dám đột linh tinh là bán tọa cơ tình với Diệp Thanh Lan? Cô ấy chẳng qua là đệ tử của bán tọa thôi. Hiền đại thần, ngài chẳng phải đế tôn mà sao biết giữa đế tôn và Diệp Thanh Lan có chuyện gì? Người ta nói có cơ tình cũng không nói cho ngài biết đúng không? Nếu từ đây quăng xuống, con Kỳ Lân này chắc nó chết đúng không? Chủ nhân của ta nói là đế tôn và đồ đệ của hắn có 8-9 phần là có nội tình cẩu huyết. Chủ nhân ngươi nói thế nào? Nhà đầu này có tiếp xúc với mình cũng không nhiều, lại biết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, có phải đó có hứng thú với đế tôn ta không? Chủ nhân ta nói đại thần chắc chắn cũng hứng thú với đồ đệ của hắn. Hơn nữa chủ nhân của ta còn là kể là Diệp Thanh Lan chắc chắn thích đế tôn, đế tôn cũng thích Diệp Thanh Lan, nhưng vướng phải tình cảm sư đồ, mà lại tình cảm thì là cấm kỵ, luôn bị thế nhân coi thường. Hai sư đồ họ đã trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng đế tôn quyết định nén đau thương tình cảm lại mà cắt đứt tư tình, bỏ rơi đồ đệ của mình. Đồ đệ hắn cũng đau lòng đi khỏi đó, thành lập Bái Minh giáo. Hả? Bái minh không phải là Bái Nhật Nguyệt à? Với lại đế tôn sau khi Diệp Thanh Lan rời đi liền đau lòng cho đến giây dứt hồn nguôi, cho nên tự hứa thầm rằng Diệp Thanh Lan mãi mãi là nữ đồ đệ duy nhất của ngài ấy. Đôi sư đồ này tuy không gặp mặt nhưng trong lòng đều coi nhau là duy nhất. Có phải chuyện tình rất thê lương đúng không? Rất thê lương, rất khốn kiếp mới đúng. Nhà đầu kia vậy mà lại dám nói linh tinh về mình. Nếu mình thích một người còn quan tâm đến cấm kỵ sư đồ sao? Còn làm bản thân trở nên bi thảm như vậy sao? Mấy cái này đều là nàng ấy nói. Hài, gió mát quá, chủ nhân của ta đã kể cho ta rất nhiều câu chuyện về tình yêu sư đồ bi thảm. Còn nói đế tôn và Diệp Thanh Lan không đơn giản như vậy, mà ta thì rất thông minh nha, cho nên học một biết ba nha, nên chủ nhân ta chỉ kể một là ta biết rất nhiều nha. Nhưng mà chủ nhân ta cũng không đơn giản à, năng lực suy luận của chủ nhân rất mạnh, lúc nào cũng có thể đáng ra những chuyện mà người ta đã trải qua. Nhưng mà chắc chắn giữa đế tôn và đồ đệ của ngài ấy là tình yêu thật lòng đó. Nhà đầu vậy mà cho là ta yêu đồ đệ như thế, có lẽ của ta nên ra tay mà phá bỏ cái lời đồn không dứt này mới được. Chắc ta cũng nên xác định thu nhận thêm một nữ đồ đệ nữa mới được. Ta ngửi thêm một chút mục của chủ nhân rồi. Diệp Phong, sao Diệp Thanh Lan chưa gì đã biết chúng ta đi đường nào thế? Chỉ sợ trong tay cô ta có văn tính nương, loại cá. Văn tính có thể căn cứ vào tình hình mồi trong dòng nước mà biết được kẻ đi săn. Bản thể của chúng ta đã trải qua không giống với mùi của mấy giọt máu tươi. Vậy là cô ta chỉ theo chúng ta cả một đêm. Đúng. Diệp Phong, đường để tiếp theo ngươi đi theo đường hẹp ấy, đi khoảng một dặm lập tức quay về, sau đó chúng ta sẽ cố gắng quay về theo đường vòng. Thể lực của Diệp Phong sắp cạn rồi, nhưng mà thể lực của Văn Tính ngươi cũng chưa thể cạn được. Muốn làm rối đường. Đúng. Một sa nhân bị thương, một con mèo không biết gì lại khiến ta phải dùng nhiều đệ tử và Văn Tính ngươi như vậy. Ngươi kỹ vào, chúng ta mau chóng đuổi theo chúng. Không biết, không có mùi, ta một đường đuổi theo sao có thể mất dấu được. Bán tạm bị chúng chơi rồi. Kiên trì một giờ nữa, mấy con Văn Tính người đó sẽ bỏ cuộc thôi, mình phải nín tiết mạch mới có thể trốn thoát. Đa mưu túc trí như thế, cô ấy đúng là tiểu thư hầu phủ. Có một không hai mà. Nhưng cô nương, có phải cô còn có một thân phận khác không? Ừ? Có phải cô còn làm công việc mật thám ám vệ phải không? Ừ?
Dì Phong này không đơn giản là nhìn ra thân phận ban đầu của mình. Vốn dĩ ta không phải ngủ ở đây, đây là ta mượn xác đổ hồn mà đến. Cô nói vậy chẳng thấy liên quan gì, nhưng đây là chuyện rất bí mật. Người mượn xác đổ hồn cũng sẽ không nói ra cho người thân biết là người nào bên trong. Chúng ta cùng chết cùng sống, nên là chút chuyện này còn phải xấu nhau à? Cảm ơn sự tín nhiệm của cô nương. Anh đồng ý dẫn theo tôi, ngay cả pháp thuật thoát thân rùm rà thì đó cũng không dùng được, là tôi phải cảm ơn anh trước. Chủ nhân ngửa đâu? Tiểu táo. Chủ nhân là tiếng của chủ nhân, ta nghe thấy tiếng của chủ nhân rồi, ha 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 ha, là chủ nhân. Ngã nói gì? Ngã nói gì? Chủ nhân bảo ta mau dẫn cứu bình đến tiêu giao đảo, vân vân. Chủ nhân ta nghe thấy rồi, chủ nhân nói cô ấy bây giờ bị Diệp Thanh đang biến thành một con mèo, đang trốn chạy với một sao nhân. Chủ nhân người thảm quá à, chủ nhân nói cô ấy bị truy đuổi giống như chuột ấy, bảo ta mau mời cứu quân tới. Cô ấy bảo người tìm ai? Nhà đầu này cũng không ngốc mấy, biết bản thân không đấu lại được Diệp Thanh đang bị truy sát thảm hại như thế mới nhớ tới mình cơ đấy. Dung Nguyệt. Dạ đảo chủ. Chủ nhân nói Dung Nguyệt đảo chủ xem chừng có thể chế chủ Diệp Thanh Lan. Sợ Diệp Thanh Lan cứ điên điên khùng khùng, chủ nhân nói một mình cô ấy không đấu lại được. Lúc nguyện nàng cứu bình, cô ấy nghĩ tới lại là Dung Nguyệt Thiên Lan. Vâng vâng, chủ nhân, ta và anh ta cùng nhau đảo chủ vớ trên đảo hà. Đế tôn, chủ nhân nó bị dịch đang ở gần núi Lục Kỷ, chúng ta mau đi thôi. Đế tôn, sao người đã quay về? Ta đưa người về đảo Tư Giao tìm Dung Nguyệt Thiên Lan. Cô ta nó vô tình như thế hà tất gì mình phải liều mạng đi cứu cô ta. Đế tôn, chủ nhân nhà ta giờ đất đang rất nguy hiểm mà. Rất nguy hiểm đó. Ngài không thể thấy chết mà không. Hừ, bản ta thấy chết không cứu nhiều năm rồi, có lúc nào thấy chết để cứu đâu. Cô ta đã không đặt tay trong tim cô ta, vậy thì tùy cô ta thôi. Tôi Diệp Thanh Lan hành xử quá đà, nhưng không thể dễ dàng mà làm hại người. Với lại cô ta thích con mèo đó, nhiều nhất chẳng qua là nhốt da đầu đó lại để cô ta chịu khổ mà thôi. Khó lắm mới liên hệ được với tiểu táo, nhưng sao nó đột nhiên mà lại mất tín hiệu rồi. Không ngờ tới tên hàng đại thần kia còn quay lại, nhưng trước đó chẳng phải nói câu nào mà không phải tính bỏ rơi mà đi chứ đấy chứ. Nhưng mà tại sao cái tên lão thần thái kia, hắn ta cứ thích hôn nịnh mình vậy, không phải hắn ta để ý đến mình chứ. Mà sao giờ này mình cũng lạ nữa, bình thường nếu bị người ta sờ vào người một cái ta là ta đã quăng người ta ra đường rồi. Vậy mà sao hắn ta còn hôn mình mà mình không có phản ứng ta? Lúc trước cho dù là bản thân ngủ bên cạnh mình lại thao thức khó ngủ. Không ngờ hôm trước mình và Hàn Sơn Nguyệt cùng sườn cùng gối nên ngủ rất say, thậm chí còn chả chú ý đến sự tồn tại của anh ta. Lẽ nào mình thích hắn ta rồi? Đúng rồi, chắc chắn mình thích hắn thì mình mới để ý đến thân phận thị thiếp như vậy, thì mới cố ý khích hắn ta ứng phó anh ta, thì mới lúng túng cho nên chỉ có thể từ chối hắn ta. Tuy nói như vậy nhưng kiếp trước mình còn chưa yêu đương lần nào. Đây là lần đầu nha. Tỏ tình sớm thôi chứ để lâu sẽ hỏng. Đã thích hắn ta, vậy sau khi quay lại phải nói cho hắn ta biết vậy. Nói cho hắn ta biết mình rất để ý thân phận thị thiếp. Nói cho hắn ta biết quá khứ và tên thật của mình mới được. Nửa giờ sau. Lại nửa giờ nữa. Tuyết Bạch, tiếp theo chúng ta phải đi theo kiểu gì? Chúng ta bị vây phía đông, nếu các đại thần họ qua đây thì chắc bên đó sẽ tương đối gần. Gần? Là gần với bản tạ đấy, hai tên quỷ nhà ngươi, bản tạ đi xem các người trốn đi đâu. Diệp Thanh Lan. Giờ mình ở dưới tay Diệp Thanh Lan e là tiếp cùng nói ba chiêu. Nên cô nương, xin lỗi là tôi liên lụy cô, chúng ta đã tận lực rồi. Tiểu tiện nhân không phải thích trốn ở trong nước sao, vậy thì đợi ở đây cho ta nhé. Diệp Thanh Lan muốn làm mình chết đuối à? Ta mưa chưa phải là Tết, mình sẽ không đầu hàng. Chỉ cần mình đợi Hàn Sơn Nguyệt đến, chỉ cần hắn ta đến, mình và Diệp Phong sẽ được cứu. Từ đây là mặt nước cũng phải 7-8 dặm, Tiểu Bạch, bơi thoải mái nhé, đừng lo, cho dù cơ thể có chết cũng có thể tiếp tục mưu sinh. Nói cách khác, sống không được chết không xong. Nửa tiếng trước khi Ninh Tuyết Mặt bị bắt, bị Đế Tôn điểm huyệt. Đồ động vật máu lạnh, tên có máu lạnh, chủ nhân còn ở đó sống chết không rõ, hắn gọi yên tâm ngồi để uống trà, uống cái đầu. Đã thế hắn còn nói cho Dung Nguyệt Thiên Lan biết, không cứu chủ nhân đốt cuộc tên chết giảm thì muốn làm gì? Vị khách này sao cả ngày ngồi ngẩn người đã thế, mà cũng sắp đóng cửa rồi. Tách bạch dự trà là bộ trà cũ mà vừa rồi trà lâu này đưa đến, thậm chí nước trà bên trong là đổ từ cái ấm trà bình thường bên cạnh ra, hắn uống trà của người khác rồi. Người uống trà của người khác rồi không đúng, ngươi là cái đồ biến thái, mắt thấy chủ nhân gặp nguy hiểm là khoanh tay đứng nhìn, còn không báo cho người khác tới cứu cô ấy, ngươi xuống là phu quân của cô ấy à, đây là phu quân như vậy à? Trước giờ cô ta chưa từng coi ta là phu quân.
Vậy ngươi mau đi báo cho Dung Nguyệt đảo chủ đi. Không phải ngươi nói muốn để cho anh ta cứu người sao? Người của bản tạ lại gần người khác cứu, chẳng qua bản tạ muốn cô ấy nhận ra bài học thôi, nhớ dài dài. Nhưng bản tạ lại chưa từng liệu đến 3 tiếng này là như cả 100 năm. Đại biến thái máu lạnh, ngươi không cứu ta cứu. Tên khốn ác quỷ máu lạnh, tội chủ nhân cuộc tin hắn sẽ đi cứu cô ấy. Chủ nhân phải kiên trì để ta tới cứu người đây. Chuyện gì vậy? Khó chịu quá, sao mày không thở được thế này? Sao vậy? Huyết khí. Cảm ơn với cô ấy, nói cho ta biết cô ấy ở đâu. Chủ nhân, ta có thể cảm nhận được chủ nhân, nhưng chủ nhân cũng phản hồi lại. Cô ấy có chịu chết nổi sắp chết rồi. Chắc là rơi vào tay Diệp Thanh Lan, chủ nhân hủy những thứ mà nữ nhân kia yêu quý. Nữ nhân nó hận cô ấy đến nghiến răng nghiến lợi, chắc là muốn khiến chủ nhân hồn phi phách tán. Cô ấy hủy đồ của Diệp Thanh Lan, không phải chỉ cứu Diệp Phong trốn mà. Đúng, Diệp Thanh Lan nó không biết tại sao biến quả thành mèo. Chủ nhân hủy bảo bối của cô ta, chủ nhân còn nói không kiên trì được nữa. Bảo người mà đi cứu cô ấy có lời nhất định phải nói với người. Cảm nhận vị trí của chủ nhân cho người đi. Không khí. Điện hành phạt. Lăn qua lật lại, ngươi tính được mình chết bao nhiêu lần chưa? Chí còn hồn phách còn, ngươi sẽ luôn thanh tĩnh, đây là thực tế đấy. Đúng không? Cái đồ này chỉ quất trúng hồn phách. Tiểu bạch của ta, ngươi được ta quất bằng roi này thiệt quý báu lắm nha. Ha ha, ngươi chỉ có thể dằn bạch ta thôi, bảo bối của ngươi không quay về nữa đâu. Người còn cứng miệng. Hồn phách sắp đìa ra rồi. Nếu đau như vậy chết hình như cũng tốt. Chết rồi thì không phải đau nữa, cũng không phải khổ nữa. Không chịu được rồi muốn buông bỏ hả? Bán tọa chưa chơi đủ nha. Để tôi đoán xem, có phải hồn của ngươi bây giờ cũng không biết tay bên nào tay bên trái. Tay bên nào, bên trái bên nào, bên phải đâu nhỉ? Chắc cũng không biết chân ngươi còn hay không đâu à. Xem chừng nội tạng đều lẫn lộn hết lên rồi. Chỉ cần hồn khép lại, ngươi vĩnh viễn không thể biến mất. Có phải rất thú vị không? Ha ha. Thành một nhóm rồi. Này, bây giờ đem đi chiên chảo dầu chắc chắn sẽ ngon lắm mà. Yên tâm, dầu chi là chẳng hại đến tiểu bạch của ta đâu. Tiểu bạch của ta sẽ không chết đâu. Ngươi vẫn phải còn sống. Phải còn sống để ta còn hành hả? Sư phụ, đế tôn đến rồi. Cái gì? Mau mời, không đúng, đợi cho các đệ tử ra ngoài nghênh đón. Sư phụ cuối cùng người cũng nhớ tới con rồi. Sư phụ. Bạn tọa đến muộn thật rồi. Sư phụ người còn nhớ tiểu bạch à? Nó chính là con mẹ năm đó sư phụ bảo đệ tử nhận nuôi đó. Đệ tử luôn nuôi nó thật tốt. Sẽ có một ngày lúc sư phụ muốn thấy nó thì cứ đi thấy nó. Im miệng, Diệp Thanh Lan, bản tạ đã không phải sư phụ của người từ lâu rồi. Chủ nhân. Kỳ Lân, nha đầu đó là chủ nhân của Kỳ Lân. Cô ta là Ninh Tuyết Mạch rác rưởi đó. Sư phụ là vì ác tâm mà đến. Tuyết Mạch, đừng bỏ cuộc. À, chủ nhân. Sư phụ, đệ tử không biết cô ấy là người của sư phụ. Sư phụ vậy mà đối xử nhẹ nhàng với một người bình thường như vậy. Chứ dù á ta có Kỳ Lân bên người thì thế nào? Không phải á ta chỉ là đồ vô dụng hay sao? Sao sư phụ lại có thể trân trọng á ta đến thế? Diệp Thanh Lan, bản tọa không phải sư phụ của người. Sư, đế tôn. Người, đánh quấy 10 rồi bản tọa trả lại người gấp đôi. Chuyện gì vậy? Không phải đế tôn đến thăm sư tỷ hả? Là tiếng của sư tỷ mà. Đế tôn, thành này nó từng là đệ tử của người mà. Ta chưa từng dạy đệ tử dằn vặt hồn phách người phạm. Đệ tử, những chuyện này là trùng hợp thôi. Diệp Thanh Lan, bản tạ thực sự nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi không xứng có được công phu bản tạ truyền cho ngươi. Sư phụ, ngươi muốn phế Thanh Lan được sao? Từ nay trở đi, bản tạ sẽ tra rõ mọi chuyện mấy năm gần đây của ngươi và bái mình giáo, cho thiên hạ một lời giải thích. Chỉ có Nhật Nguyệt Tông mới có pháp khí có thể hoàn lại hồn phách của cô ấy như ban đầu. Đến lúc bản tạ nên về rồi. Cô ấy đang một lòng muốn chết, nếu không phải mình bỏ lỡ 2 tiếng kia thì... Tuyết Mạch, xin lỗi. Tuyết Mạch, nàng chịu đau một chút thôi, tôi sẽ trị khỏi cho nàng. Hàng Sơn Nguyệt. Là ta. Muộn rồi, ngươi đến muộn được rồi. Xin lỗi, sau này ta sẽ không. Không, là ta sai, ta mới là người sai được rồi. Nếu còn kiếp sau ta sẽ tự dựa vào chính mình, không dựa vào ai, ta phải dựa vào chính mình.
Dương Nguyệt mang theo cơ thể của cô ấy và Tử Vân Quả đi Nhật Nguyệt Tông. Phật Liên Sơn, Nhật Nguyệt Tông. Đau, đau, Diệp, đau quá đau, đau ngoài chứ, ta đi ra ngoài rồi ta sẽ không đau nữa. Ừ, để tôn Diệp Phong kia, chủ nhân muốn người cứu hắn. Ta đã phái người đi đón tình sao nhận nó qua đây rồi. Ừ, điều tại ngươi như không đi uống trà gì đó, sao chủ nhân ta có thể biến thành như vậy được? Sợ chủ nhân không giữ được tỉnh táo nữa rồi, rõ ràng ngươi có thể để chủ nhân ta chịu, rõ ràng ngươi có thể không để chủ nhân ta chịu khổ mà. Bản ta không có nghĩa vụ phải cứu cô ta, sợ bản ta đã tay đã rất tốt rồi. Dương Nguyệt, ngươi mang cực kỳ lần này ra ngoài đi. Chữa bệnh còn yên tĩnh, ngươi ở bên ngoài bảo vệ chủ nhân ngươi đi. Ừ, ta biết rồi, ta sẽ bảo vệ chủ nhân thật tốt. Ê, bộ dáng này của đế tôn đúng là lần đầu tiên thấy. Tiết Mạch ngoan, Tuyết Mạch ngoan, ta ở đây đừng sợ. Không được, không được, không thể ý lại, sẽ đau, sẽ đau, mình phải dựa vào chính mình sẽ xông ra ngoài, chỉ cần thoát ra là không cần lo lắng nữa rồi. Cô ấy đang mất đi thần trí rồi, nếu cô ấy không tỉnh sẽ không thể nào mở trận pháp mà cô ấy đang từ chối việc tỉnh lại. Cô ấy đang muốn tìm kiếm cái chết, nói cách khác cô ấy từ chối mình, cô ấy không muốn tiếp cận mình, không muốn tin tưởng mình nữa. Đế tôn, thời gian tu hụt phục hồn phát có hạn, sợ cô ấy kháng cự như thế có lẽ nên tìm một người cô ấy tin tưởng nhất thử xem, nếu quá thời gian chỉ sợ sẽ gặp chuyện khác. Chủ nhân, ta là Tiểu đây, chủ nhân qua tỉnh lại đi, chủ nhân người an toàn rồi, người an toàn rồi, đủ tỉnh đi, chúng ta đều ở đây, đều sẽ bảo vệ người chú tàn mà. Tiểu táo, là ta, người thấy ta đúng không, sao mọi người muốn cứu người, người sẽ ổn ngay thôi. Ừ, sao ta phải làm thế nào? Chủ nhân, người thiếu thả lỏng, nhắm mắt lại, dùng nội thị pháp cảm nhận bản thân. Ninh cô nương, vậy mà tin tưởng của Kỳ Lân này hơn phu quân của mình. Dương Nguyệt, ngươi không sợ bán tòa độc Phật Liên Sơn sao? Ngươi dám lơ là thử xem. Ừ, ta không lơ là, đế tôn cứ yên tâm. Cô nương này đúng là không đơn giản, mình chưa từng thấy người bình thường nào có ý chí mạnh mẽ tới vậy. Lần trước giúp người bị trị bệnh, tiếng giết thú văng vẳng bên tai, nhưng cô ấy không hề phân tâm, chả trách đế tôn anh ta nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác. Cô nương này đúng là có khả năng khiến cho cây sắt ngàn năm này nở hoa nha. Một ngày sau, mấy trăm năm rồi còn chưa từng lần nào mà mệt như vậy. Nhưng mà đợt trị liệu này đế tôn là người chủ trì, trước khi tìm cô nương kia anh ta còn liên tục dùng rất nhiều phép thuật không nghỉ ngơi, mấy ngày liên tiếp vậy mà không hề chút mệt mỏi, quả là đế tôn sắt thép nha. Đế tôn, người cũng muốn nghỉ nghỉ không? Ở đây có ta lo là được rồi. Nên cô nương đã cứu được rồi, sao đế tôn lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ là có tâm sự gì sao? Dương Nguyệt, người cũng tính là đảo tử tình trường, tâm tư của nữ nhân người chắc có thể hiểu đôi ba phần nhỉ? Mùi của hóng chuyện. Cái này á, đương nhiên là hiểu rồi. Ta đây xuất xuân sắc đào hoa nên tiếp xúc với nữ tử rất nhiều, nên đế tôn có chuyện sẽ khó khăn, chi bằng cứ nói. Vậy nếu có một nữ tử gặp nguy, nghe nói phu quân của mình đi cứu cô ấy đã liều mạng vật lộn mà kéo dài thời gian chờ phu quân tới cứu, nhưng kết quả là chờ đợi trong vô vọng. Phu quân vì có chút không vui nên không đi cứu cô ấy, mà đến trà lâu uống trà, để lỡ thời gian khiến cô ấy lạc vào tay địch, để cô ấy phải chịu phạt thừa sống thiếu chết. Liệu nữ tử này sẽ tha thứ cho phu quân cô ấy chứ? Đế tôn, phu quân của cô ấy sao lại đi uống trà chứ? Chuyện này bình thường mà nói là cứu binh như cứu hỏa đấy. Không được tức giận, không được tức giận nha. Chắc ta phát cáu quá, làm ta mệt như vậy. Hóa là do đế tôn giở trò à? Rõ ràng lúc đi thì gấp 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 gấp, sao đích nửa đường lại quay đầu uống trà? Lão nhân ra đế tôn lại uống phải cái gì không biết. Không cần để ý, để tiếc, không cần câu nệ, cứ trả lời thẳng thắn. Bản tọa hỏi người, nếu nữ tử ấy biết chuyện này cô ấy sẽ tha thứ chứ? Đế tọa, ta nói thật, nữ nhân thường lật mặt tỷ lệ thuận với mức độ chịu phạt. Nếu sau khi người phu quân này biết lỗi, đi cầu xin sự tha thứ của quế, nhẹ nhàng từ tốn dỗ dành quế một thời gian, khả năng là có thể tha thứ. Bản tạ cầu xin tha thứ. Ha ha ha, đế tạ cầu xin tha thứ, đúng là hơi dọa người. Vậy chuyện này từ từ cảm hóa cũng được, ví dụ hôm nay tặng đào, mai tặng y phục, ngày động tháng dài sẽ cảm hóa được thôi. Cái khác đi quế cũng lạ gì mấy cái đó, có khi còn không thích nữa. Vậy chi bằng cứng nắng một chút, có vài nữ tử tích sự mạnh mẽ, chứ cần nam tử chế phục quấy, sau đó kéo quấy lên giường may mua một phen, nữ tử sẽ hết giận. Vậy cũng được, đây là nam nhân muốn giảng hòa hay là nữ nhân muốn giảng hòa? Ngươi dùng qua cách này chưa? Sao ta có thể thử qua được, ta đường đường là nam tử phong lưu văn nhã, sao lại làm chuyện cầm thú như vậy được? Vậy ngươi còn muốn bảo ta làm? Không không không, tuyệt đó không. Tại đế tạ thì không cần rắc rối như vậy, chỉ cần người một gậy đánh xuống khiến cô ấy mất đi ký ức đi,
phiền não thì cũng mất hết. Tóm lại ngươi nghĩ một cách đáng tin đi. Hả? Đáng tin? Mà nếu ngươi muốn dùng cách đó thì ta nói này đế tọa, thân thể Đinh cô nương còn yếu lắm, sao chịu nổi một đệ của lão nhân gia ngài. Nên nếu muốn đánh mất ký ức đi thì nhẹ tay thôi nha. Bản tọa mà thô bạo như thế à? Chuyện đó đế tọa người chạy đi uống trà có lẽ quấy không biết đâu, nên chắc sẽ không trách ngài. Nên ngài không cần đánh đổi, xin ông nổi mà xóa ký. Cô ấy nghe thấy ta và tiểu tá nói chuyện rồi, nếu không lúc trị thương sẽ không từ chối bản tọa. Nên ngươi không phải lo, bản tọa tự biết chừng mực, sẽ không làm nàng ấy đau đâu. Vậy ký ức của con kỳ lân kia cũng phải xóa đi nữa chứ? Vớ vẩn, được nam nhân như đế tôn yêu thương không biết đối với Ninh cô nương là phúc hay họa nữa. Đau quá. Ninh cô nương, cô ấy đau quá lâu, hình đã hình thành cảm giác ngộ nhận đau trong tiềm thức. Ta muốn mạnh mẽ. Nếu không phải đã trải qua tuyệt vọng thì sao lại muốn trở nên mạnh mẽ như bây giờ? Muốn mạnh mẽ thì phải bái sư. Bái sư, sư phụ, ai? Muốn bái về thì bái kẻ mạnh nhất. Thế gian này ai mạnh nhất? Đế tôn. Chính xác, nàng rất thông minh, vậy nàng liền bái đế tôn làm thầy là được rồi. Dụ dỗ thành công. Đế tôn, ngài muốn nhận cô ấy làm đồ đệ thật à? Vừa là đồ đệ, vừa là thị thiếp không phải chứ? Chỗ nào không phải? Tình cảm giữa sư đồ e là không được đâu, trên thế gian này các loại tình cảm là cấm kỵ đó. Ý ngươi là loại tình cảm sư đồ luyến không nên có đúng không? Mà Dung Nguyệt, ngươi xem ta là ai hả? Bán tà là người cao cao tại thượng, từ khi nào bán tà lại cần phải để ý cái thế gian này xem tình cảm sư đồ luyến là cấm kỵ? Nhưng mà đế tôn, nếu ngài muốn giữ cô ấy bên mình, hà tất gì phải xả là quan hệ sư đồ, thân phận khác không được à? Vì cô ấy ghét sư đồ luyến. Ngươi biết không, trong đầu cô ấy còn biên soạn rất nhiều câu chuyện hư cấu về sư đồ luyến liên quan đến bản tôn. Vậy á, cho nên bản tòa dứt khoát chứng thực với cô ấy chuyện này không thể thành sự thật, không thể để Tuyết Mạch nghĩ lên tin rồi suy tưởng viễn phong nữa. Đế tôn, ta cáo từ trước. Ta nghĩ này thì chịu rồi. Ý nghĩ này thì ta chịu rồi. Đế tôn, ngươi đúng là hết thuốc chữa rồi. Tiểu cô nương tốt nhất là cô tự cầu phúc cho mình đi. Đế tôn, ngươi mất 650 năm công lực, không thể khôi phục hình người rồi. Sao không bơi về biển, về với quê hương của ngươi đi? Hay trong lòng ngươi còn có tư niệm? Vâng, nàng ta và ngươi kiếp này vô duyên. Tiểu Khả biết, duyên phận của ta và cô ấy đã dâng cho cấm thuật rồi, nên mãi mãi không thể đến được với nhau, nhưng đã biết thế sao ngươi còn không buông xuống? Tiểu Khả chỉ muốn nhìn cô ấy sống vui vẻ, Tiểu Khả đã mãn nguyện rồi. Đế tôn, hạt chu sa này là, có hạt chu sa này thì sẽ hồi phục niệm lực. Mình có thể hồi phục thành hình người, để có thể tiếp tục lấy thân phận Diệp Phong quay về bên cô ấy. Nên Tuyết Mạch muốn cứu ngươi. Đa tạ đế tôn, chắc bây giờ cô ấy sắp tỉnh rồi. Đỉnh Thiên Âm Thiên Điện. Sao mình lại ngủ ở đây? Chả nhẽ mình lại chết lần nữa sau khi bị Diệp Thanh đang bắt rồi. Lần này lại may mắn xuyên công thành công chúa, nhưng đây là thân thể của mình hả? Mà hay là mình cuối cùng cũng được quay về rồi. Wow, bán cô nương quay về rồi. Tốt quá, vẫn căng trong móng miệng, không nhăn nhiều tí nào. Chân này chắc là Dung Nguyệt Thiên Giang trị khỏi rồi. Bội phục này hình như giống cái mình định làm, vừa vặn ghê. Nói vậy thì trải nghiệm sau khi bị Diệp Thanh Lan bắt giống như gặp ác mộng thôi. Tuy hình như mình quên gì đó, nhưng mà quên rồi cũng không cần nhớ lại. Vội vào lúc này, cuộc sống mới bây giờ quan trọng hơn. Tiếng sáo, ở đây còn có người khác à? Có thể khỏi, thổi đau một khúc nhạc phi phạm như vậy, chắc chắn là ân nhân cứu mạng của mình đây mà. Phải đi mau cảm ơn một tiếng mới được, chắc đẹp trai lắm đây. Nhìn sao kiến trúc ở đây hơi giống với chỗ của Diệp Thanh Lan nhỉ? Nhưng mà Diệp Thanh Lan là người mê điêu khắc. À đúng rồi, tình sư đồ luyến chết đây là Nhật Nguyệt Tông rồi. Sau khi bị đuổi khỏi Nhật Nguyệt Tông, không cam lòng liền theo lối kiến trúc mình đã từng sống dựng nên một đại điện của mình yên nghệt sức. Quả nhiên sư đồ luyến thật biến thái. Ta đã từng nghe nói về câu chuyện thổi sáo dẫn phượng, còn cảm thấy đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Không ngờ bây giờ còn có thể thấy tận mắt à. Người trên kia không phải là đế tôn chứ? Cái khung cảnh này hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải. Có muốn hợp tấu với bản tàu một khúc không? Được. Nhạc cụ sở trường của nàng là gì? Tì ba, đứng từ đây mà đèn sao? Đây là khúc tì ba bình đèn trong ý hỏi trường không quốc. Sao hắn ta lại biết? Sao hắn ta lại phải thổi khúc này? Tiếp. Ta đâu có đèn dở vậy đâu,
mấy còn chìm thối. Cái này Tiết Mạch đến đây là để cảm ơn đế tôn. Nàng và ta cần khách khí như vậy à? Đây không phải là khách khí, là chuyện nên làm. Ngài là đế tôn mà, ta quen ngươi đâu mà khách với chả khí. Đế tôn, Tiết Mạch còn có một thỉnh cầu. Cái không khí này hơi lạ lạ nhiên. Ánh mắt của ông đế tôn này cũng hơi kỳ lạ nha. Mà bỏ đi vấn đề quan trọng nhất bây giờ là phải hỏi rõ tình hình của Điệp Dì Phong xong rồi mình phải mau chạy đi thôi, chứ ở đây làm gì nữa. Nói, ta có một vị bằng hữu cùng trở mặt khó khăn sang hữu mấy ngày nay rồi, không biết bây giờ hắn đang. Hắn là bằng hữu với nàng, bằng hữu như thế nào? Là bạn vào sinh ra tử cùng với Tiết Mạch. Bạn tại cứu hắn ra rồi. Hắn ta bây giờ sao rồi? Nàng ấy bây giờ còn nhớ rõ người nam nhân đó như vậy. Ở hồ thủy tả thiên thủy, nàng quan tâm hắn như thế còn bạn tự đi xem hắn đi. Đi mà xem người tình nàng đi. Đa tạ đế tôn, ta đi thăm hắn luôn. Đi thật à? Không phải nàng có lời muốn nói với ta sao? Đến nàng ngay cả cái này cũng không nhớ sao? Tưởng tượng Tiết Mạch đeo châm. Dương Nguyệt nói nữ tử thích nhất là mấy đồ trang sức, nhưng ta thấy mấy đồ phạm đó không xứng với nàng nên ta đã thức cả đêm làm cho kịp cái châm này trước khi nàng tỉnh lại, để rồi một khắc kia nàng chạy tới ta còn có chút hồi hộp. Nhưng rồi nàng lại bỏ đi. Người nàng quan tâm nhất là sao nhân kia, sao nàng có thể nghe thấy một tiếng Diệp Phong mà đã chạy đi như vậy? Mình rõ ràng là không dùng sức mà chỉ nắm nhẹ một cái nó liền vỡ thành từng mảnh rồi. Đây là cái gì? Mình chạy hơn nửa tiếng đồng mới tìm được cái đường này. Lẽ nào ở đây cũng có đường ra? Trừ con đường trước mắt ở đây ra, còn con đường duy nhất có thể xuống núi là Vân Hải đối diện Bạch Tháp. Như chỗ đó nếu quăng một hòn đá xuống còn chẳng nghe thấy tiếng mình nhảy xuống, đó chắc chắn là tan thành bùn mất. Nhưng đúng là nước, cơ thể của mình chắc cũng có thể xuyên qua nó. Nhưng nếu mình đi vào bức tường của nước thì sau đó bơi ra ngoài. Nhưng với điều kiện trước tiên là phải biết bơi thuần thục, nếu không sẽ bị chết đuối mất. Bạn ta dẫn nàng qua đó. Đúng là âm hiểm mà, xuất hiện không chút tiếng động nào cả. Nếu mà thuê hắn ta làm sát thủ giết người thì đúng là chuẩn nhất mà. Nếu không phải nghe thấy tiếng hắn ta nói thì chắc ta cũng không phát hiện ra hắn mất. Đa tạ đế tôn, vậy phiền đế tôn chỉ dẫn vậy. Đưa tay đây. Đường đột rồi. Trong tiềm thức nãy vẫn có ý đề phòng mình. Nàng sợ ta? Xin lỗi, vừa rồi là vô ý thức dùng 10 phần công lực, nếu là người bình thường kéo đã bay rồi, chứng tỏ tên đế tôn này thực lực cũng cao đó chứ. Nếu muốn ra ngoài có hai con đường, một là theo bản tọa, chân bản tọa cần phải ôm nàng, hai là bản tọa sẽ dạy cho nàng chánh thủy quyết. Nếu nàng luyện được cái này thì có thể tự mình ra ngoài, nhớ nhất mất 3 ngày mới luyện được nàng chọn cái nào. 3 ngày thì quá lâu, Diệp Phong còn không biết đang ra sao, ta chọn cái nào, vậy phiền đế tôn rồi. Đúng là không quen nể khách khí như vậy. Đưa tay cho bản tọa. Nhắm mắt lại. Cảm giác trong nước. Thế Tôn, hả, đâu rồi? Bị cuốn theo nước à? Đừng bảo bị chết đuối nhé. Tuyết Mạch, không có ai, không ai có thể cứu mình, phải tự cứu lấy mình. Sao không bơi được? Khó thở quá, khó thở quá. Ai đó tới cứu ta với. Đế Tôn, Tuyết Mạch, Tuyết Mạch, chắc chắn là trúng ảo cảnh của từ nước rồi, sao lại không tỉnh? Đế Tôn, cô ấy hình như là bị trúng mê thuốc đuối nước. Trị cứu gì? Cách này, cách cứu phải làm giống như với người bị đuối nước, hút nước ra từ miệng của đối phương, nếu không được thì đổ khí cho cô ấy thông qua đường miệng. Không cần. Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ. Đa tạ đế tôn. Đế tôn đây là... Vừa rồi nàng bị mắc vào cái giới huyễn cảnh. Từ khi nào mà ta trở nên yếu đuối như vậy? Xin lỗi ta lại. Mình lại bị đuối nước ư? Đã vậy tâm lý còn rất yếu, còn tạo ra tâm lý ảo cảnh, ảo ảnh rồi. Không sao, đi thôi, bản tọa dẫn nàng đi hồ thiên thủy. Đừng sợ, bản tọa đưa nàng qua đó. Nên cô nương tới rồi, sợ cách đi đứng của cô ấy hơi lạ lạ. Đế tôi không cần vậy đâu, tôi tự mình đi được. Lúc cô ấy hất bệnh ra không do dừng gì cả, nhưng tại sao khi đến đây cô ấy có vẻ hất tay miễn cưỡng vậy? Lúc nắm tay cô ấy mình còn cảm giác được sự phòng bị cứng rắn từ cô ấy. Nàng ấy không tin mình, xem ra ký ức có bị tẻ sạch như hồn phách của nàng ấy. Vẫn nhớ cảm giác đó, cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Phải như thế nào mới tốt đây?
Chủ nhân, tiểu tá cuối cùng cũng được thấy người rồi. Tuyết Bạch, từ khi nào mà chủ nhân lại bị giật mình như vậy? Sao chủ nhân lại có thể dễ dàng trở nên hoảng sợ và yếu đuối vậy? Chủ nhân người không sao chứ? Đừng sợ, ta đỡ nàng. Không cần, để ta yên một lát. Được, ta sẽ ở bên nàng, sẽ không để nàng bị thương nữa, nên nàng đừng lo. Cái cảm giác sợ hãi này phải tự khắc phục. Phải đạp nước, đúng, đầu tiên phải đạp nước. Chỉ cần đạp duy trì thăng bằng đơn giản mà. Được rồi, mình đã học rồi, mình đã bơi được rồi. Chủ nhân đừng sợ, nước rất mát, thoải mái lắm, nước sẽ không nào hại người, người cứ bơi từ từ. Sao mình không động đậy được? Sao cơ thể mình lại không dám di chuyển? Mình không thể như vậy, ngay cả một nỗi sợ cũng không khắc phục nổi sao? Nàng ấy đang khóc. Nè, chưa từng khóc bao giờ, dù là có trải qua chuyện khó khăn tới mức nào, nhưng sợ nàng ấy. Nếu mình không bỏ lỡ hai tiếng đó, nàng ấy sẽ không như vậy, nàng ấy không phải như thế. Bây giờ mình phải làm thế nào? Mình phải làm gì để phá giải tâm kế của cô ấy? Đế tôn, Ninh cô nương. Ninh cô nương, tôi cũng vừa mới biến hóa thành người, muốn thử chút cảm giác người bơi trong nước. Không biết có thể cùng Ninh cô nương luyện tập bơi trong nước không? Hình như đế tôn đối với Ninh cô nương có chút khác khác, không biết có cho phép nam tử khác bơi cùng cô ấy không nữa. Được, nếu là Diệp Phong, mình chắc chắn sẽ không đuối nước. Đừng làm cô ấy chìm. Diệp Phong, chúng ta bắt đầu thôi. Cô ấy xuống nước rồi. Tuy giọng có hơi run, động tác còn cứng nhắc nhưng đã tốt hơn trước đó rồi. Như người vô hình, ván cờ này đúng là loạn hết cả rồi. Đế tả, cơ thể thế nào rồi, có cần nghỉ ngơi không? Ta mới thu hoạch được ít của người Trường Phong, cần không? Ồ, còn cô nương kia thì sao rồi? Dung Nguyệt. Đế tả, ngày sao vậy? Giọng nó nghe có gì là sai sai nhiên, có phải ngài vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không? Dung Nguyệt. Nàng ấy sợ nước như lại, nhưng ta lại không thể giúp nàng ấy hết sợ nước. Dung Nguyệt, nàng ấy không tin ta. Dung Nguyệt, ta nên làm thế nào? Quen biết nhiều năm như vậy, đế tôn nói chuyện như vậy đúng là lần đầu nhiên. Nhưng trạng thái của ngài ấy sai sai, cô ấy không tin ta. Dung Nguyệt, ta nên làm sao? Đế tạ, ngài có nghỉ ngơi chưa đấy? Đế tôn, Dung Nguyệt cảm thấy chuyện cần nhất giờ là đi nghỉ đó. Ít nhất nửa tháng trở lên, đợi cơ thể của nghỉ ngơi khỏe rồi làm chuyện khác cũng không muộn. Không nghỉ ngơi mấy ngày mấy đêm rồi liên tiếp sử dụng cấm thuật tìm người xong còn trị thương, trị xong còn muốn trị hồn phách, trị hồn xong lại muốn tìm thuốc, không nghỉ ngơi gì cả. Sợ quấy ở bên ngài rồi thay. Ngài ấy cho là bản thân là mặt sắt à? Chuyện của Ninh cô nên là quan trọng nhưng cũng cần suy nghĩ cho sức khỏe của mình. Chủ nhân, mau tới đuổi theo ta. Dung Nguyệt nó cũng đúng. Tiểu táo, ha 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 ha. Chủ nhân có đồ ăn. Wow, giò heo và thanh hoa nữa nè. Chủ nhân tới nhanh, toàn là món người thích ăn. Trong Nhật Nguyệt Tông, biết khẩu vị của mình chỉ có một người. Mấy món này là đế tôn bảo hai người mang qua đây, ngã đâu. Lúc học bơi quá chuyên tâm, quên mất bén mất đế tôn. Người ta còn nhớ chuẩn bị thức ăn cho mình, chuyện này có hơi xấu hổ. Ninh cô nương nếm thử xem có hợp với khẩu vị của cô nương không. Vừa rồi lúc Ninh cô nương nặng, bên đó vụt qua một thân ảnh màu trắng, xem chừng là đế tôn rồi. Ninh cô nương, cô không sợ nước nữa, cũng là lúc tôi nên cáo từ rồi. Cảm ơn sự trợ giúp của anh, nếu không phải anh tôi sao có thể khắc phục nhanh như vậy được. Anh về với Tử Duyên à? Đúng. Vậy nên cô nương, còn cô sau này có dự định gì? Trở nên mạnh hơn. Không có cách nào, cái mạng thiên sát cô tin này phải mạnh mẽ mới không bị ai ức hiếp. Vậy lấy điều kiện của hiện giờ của cô rất dễ dàng rồi, nên cô nương biết nắm bắt cơ hội là sẽ trở nên mạnh mẽ ngay. Nhưng người kia mình có thể nắm bắt thật sao? Sau khi tiễn Diệp Phong đi. Tỉnh An sái thúc. Tỉnh An, ban đầu còn cho rằng anh ta chỉ là một đệ tử dẫn đường, giờ thấy hình như anh ta chính là đệ tử đích truyền của đế tôn, trưởng quản các chuyện lớn nhỏ Nhật Nguyệt Tông Gia Luật Tỉnh An. Quy định của Nhật Nguyệt Tông thật nghiêm khắc, nhân vật như Gia Luật Tỉnh An dẫn đường cho mình, chắc chắn là phân phó của người đó rồi. Ta hôm nay đúng là có phúc khí, mỗi ngày có thể thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ, thảo nào mà đế tôn cao lãnh như thế ai cũng không thèm nhìn, chẳng qua là do có đèn mỹ nam mỹ nữ ngắm nhiều quá nên miễn nhiễm thôi. Nhưng mà đế tôn hắn ta đối với mình hình như có hơi đặc biệt, đối xử với ta không giống như đối xử với người bình thường. Tuy nó mở rộng bắt gặp anh ta cũng không biết tại sao lại đem lại cho mình cảm giác vui vẻ nhưng... Sư phụ, hả? Họ không mặc y phục của Nhật Nguyệt Tông. Sư phụ... Tuyển được 36 người huấn luyện tiếp 10 ngày nữa thì mới có thể nhìn ra tư chất chân chính của bọn họ, mời các sư tôn lựa chọn.
Nhật Nguyệt Tông đang thu nhận đệ tử mới, đây không phải là cơ hội tốt nhất giúp mình trở nên mạnh mẽ sao? Sa Luật tiền bối, không biết lần này tiêu chuẩn nhận đồ đệ thế nào? Anh ta nhìn non quá, căn bản nó chả ra hơi như tiền bối, gọi tiền bối như này có hơi quá không ta? Sa đạn một thuộc tính duy nhất người khôn ngoan sẽ vào vòng sau, trải qua ba hồi tỷ thí, cuối cùng 18 người sẽ lại bát sư chính thức. Lần này sư huynh đệ chúng ta đều sẽ thu nhận đồ đệ. Quả nhiên Nhật Nguyệt Tông thu nhận đồ đệ là thiên tài trong thiên tài, người trần trong người trần, khó tuyển ghê. Chẳng trách có thể ngày càng mạnh. Đúng rồi, năm nay đế tôn cũng thu nhận một đồ đệ, không phân biệt nam nữ. Tiếc là nhiệm lực của ta bây giờ chỉ có cấp 5, hay là không đủ tiêu chuẩn của đế tôn rồi. Bái sư đế tôn chắc chắn là cách nhanh nhất để nâng cao công lực, với lại còn có thể đánh dịp ta đang một đòn chí mạng. Chỉ là lấy thân phận hiện tại của mình e rằng hơi khó xử, với lại anh ta cũng chưa chắc sẽ nhận. Nên cô nương, Nhật Nguyệt Tông thu nhận đồ đệ không chỉ là nhìn vào niệm lực, còn nhìn vào nhiều phẩm chất tài năng khác nữa. Hơn nữa là đế tôn thu nhận đồ đệ lại không hạn chế, nên cô nương có ý chỉ bạn thử xem, nhớ trúng tuyển. Vậy ta sẽ cân nhắc, nên cô nương cũng mời cả này rồi, về nghỉ ngơi trước đi, không cần lo lắng. Chính là đây, sao y hệt chỗ Diệp Thanh Lan thế? Gia Luật Tĩnh An còn nói mình là đệ tử đầu tiên sống ở điện này, cho nên Diệp Thanh Lan chỉ là ảo tưởng bản thân có thể sống ở đây mới xem một đại điện bá minh sáu y hệt. Với lại đế tôn kia còn hủy thị kết giới của thiên phong anh ta. Ai, đừng nghĩ nhiều nữa, sau này mình sống ở đây muốn tìm hắn hỏi rõ thì có đầy cơ hội. Lúc xem xét khắp nơi, nhưng mà ở đây chẳng có chút khí người nào, trong tủ chỉ có y phục của mình, các tủ được trống không, sách cũng chỉ có một quyển Ban Nhược Bích Tiêu Công Pháp. Hình như chữ này là của đế tôn, anh ta không có thói quen quan sát đâu. Vậy chính là để mình xem rồi, mình thử trước cái công pháp này. Cùng lúc Ninh Tuyết Mạch tu luyện, lần này vào chắc lại không đủ một ngày. Cô ấy đã khắc phục sợ nước để lại trong điện tâm pháp, đã có Gia Luật Tĩnh An bảo vệ cô ấy, ta có thể yên tâm rồi. Nhưng sao mình vẫn không yên tâm được? Sư phụ, sớm hôm nay cô ấy ăn nửa bát cháo, trưa ăn nửa bát cơm, nhưng đệ tử thấy sức khỏe cô ấy chỉ là hơi yếu, không có gì vướng ngại cả. Hôm qua cô ấy hơi có kỳ tượng tẩu hỏa nhập ma, đệ tử điều chỉnh sức cô ấy, giờ cô ấy đang luyện công. Bảo nàng ấy nghỉ ngơi đi. Sư phụ, đệ tử thấy cô ấy có vẻ nghe lời, nhưng chỉ cần đi khái lập tức lại bắt đầu luyện công, bất kể ngày đêm đều vậy. Điểm huyệt ngủ cho cô ấy, mai không cần tới chỗ cô ấy. Ai, rốt cuộc là ta đã ngủ bao lâu rồi vậy? Sao ta lại có thể ngủ nhiều đến vậy chứ? Ngủ đến nỗi quên mất việc tu luyện luôn. Lại là tiếng sáo, cảnh tượng này có chút quen thuộc ha. Đúng rồi, ta đến đây cũng 5 ngày rồi, đáng nhẽ cũng phải nên nói tiếng cảm ơn. Với tên đế tôn kia, nếu không sẽ vô lễ với hắn mất. Dù sao, hắn đối xử với ta cũng rất tốt, đã thế lại còn tặng cho mình quyển công pháp nữa. Nếu mà không cảm ơn hắn ta thì mình chắc là con người vô đạo đức mất thôi. À, hình như bộ y phục này ta cũng mặc được 3 ngày rồi, đồng nghĩa với 3 ngày ta cũng chưa tắm nữa. Với cái bộ dạng đầy nhức mặt, đầy dầu, da đầu gèo này sao ta có thể bước ra ngoài được? Thảo nào Sa Luật Tĩnh An khi ta nghỉ ngơi thêm đi, hóa ra là bị ta trông thảm hại vậy. Hai, hình ảnh bí nữ của ta trong mắt mọi người chẳng lẽ mà bị phá hủy vậy ư? Cuối cùng cũng tắm rửa xong, đúng là thoải mái hơn hẳn, nhìn ta cũng trông mỹ nữ trắng trẻo hơn rồi. Đế tôn kia vẫn chờ ta bạch tháp à? Nàng còn tu luyện công pháp rồi sao? Đúng vậy, đa tại đế tôn đã mang công pháp cho Tiết Mạch, lúc Tiết Mạch mở mang kiến thức. Cuốn công pháp này thực sự dành cho người sơ cấp luyện sao? Ta đơn giản mới chỉ tu luyện 5 ngày mà giờ đã thăng được 2 cấp. Nhanh chóng đột phá như vậy, chắc chắn mấy chốc là ta có thể đuổi kịp thực lực của bọn họ rồi. Dục tốc bất đạt, nàng tu luyện cũng cần phải từ từ và cần có thời gian. Vâng, đa tạ đế tôn đã dạy dỗ, Tiết Mạch hiểu rồi. Chẳng những ngoại trừ cảm ơn nàng ấy, thực sự không còn gì muốn nói với ta. Đến đây. Vâng. Đế tôn, nếu ngài muốn nói gì cứ nói, Tiết Mạch đứng đây được có thể nghe thấy hết, không cần thiết lại gần. Còn nếu không có gì để nói, Tiết Mạch xin lui trước. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ không? Nếu muốn thì lên đây. Vâng. Đây, dây xích không có độ căng. Đây là ảo ảnh. Ảo ảnh là thực. Ảo là thực, thực là ảo, hay dùng tâm của mình cảm nhận. Chẳng nhẽ bạch tháp này cũng là tưởng tượng sao? Hai đằng trước tâm mọi thứ đều là ảo ảnh. Buông ta ra. Được. Không phải nàng kêu ta buông nàng sao? Tên Dương Nguyệt Thiên Lan kia coi như cũng có chút dùng được à. Cùng là không thể gọi là phế vật lắm.
Trước hết muốn có được trái tim của thiếu nữ thì cần biết được sở thích, phong cách, ý nghĩ hay mẫu đen ông lý tưởng của họ. Tiếp theo là thay đổi ngoại hình theo hình mẫu lý tưởng của họ rồi cùng nhau trải qua hạn nạn, cùng nhau phiêu lưu, nhất là khi xảy ra tai nạn rơi xuống vách đá thì người cần phải ôm cô ấy, bảo vệ, chở cho cô ấy khỏi nguy hiểm, thì lúc đó cô ấy mới cảm thấy người đáng tin cậy và dũng cảm và sẽ trở nên yêu người. Mặc dù vách đá đây có cao hơn ở những nơi khác nhưng cũng sẽ không thể làm nào, cũng không thể nào làm cho cô ấy cảm thấy sợ được. Nếu cao quá thì nàng ấy sẽ sợ, nhưng nếu vách đá thấp quá thì mình chỉ có thể ôm nàng ấy một thời gian ngắn, sẽ không thỏa mãn. Vị đế tôn này đang suy nghĩ cái gì vậy? Bị đế tôn cố tình trêu chọc liệu có nên tức giận không? Mà tức giận xong có bị đế tôn chọc tiếp luôn không? Ngã không sợ ta lật mặt sao? Đế tôn, người nên đến ta trở về viện của mình. Ta nghĩ ta không nên xuất hiện ở đây với hoàn cảnh này đâu. Muốn quay lại cần chăm chiếu, cần chăm chỉ luyện tập. Sao ta có cảm giác giọng hắn nghe rất buồn, nghe như kiểu muốn ôm ta hoài vậy? Đế tôn có thể thả ta ra rồi chỉ dạy cho trước được không? Muốn bản tôn chỉ vậy cần quỳ xuống hành lễ. Muốn ta quỳ xuống hành lễ không phải là không thể, chỉ cần làm ta mạnh lên thì ta chấp nhận hết, nhưng không phải muốn ta hành lễ sao? Vậy tại sao lại để ta nằm trong lòng hắn thế này? Bổn ta có chút mệt cần ngươi yên tĩnh một lát. Ta muốn nghỉ ngơi một lát nên đừng đứng lên. Đế tôn thôi bỏ đi, chắc ngài ấy có điều gì đó cần suy nghĩ. Nhưng nếu ngài ấy cần có điều suy nghĩ vậy tại sao lại để ta ngồi trên đùi như thế này? Chẳng nhẽ muốn để ta ngắm cảnh hay sao? Thì vậy, những đám mây kia đang di chuyển. Sao mọi thứ không như ta nghĩ, ta không thể nào ngoại thiện được. Làm thế liệu nàng ấy có sợ không? Sao ta lại không thể cử động được? Có gì đó rất là lạ. Cái gì? Ta không phải là... Hả? Ta đem rơi xuống sao? Ta lại ngã. Nó lại xảy ra ở cách đá này. Điều chỉnh tâm trí. Tốc độ này, âm thanh của gió núi thiên sơn, vậy là ta sắp chạm đất rồi, quá muộn rồi. Đồ ngốc. Đế tôn. Hắn bất tỉnh rồi sao? Chắc hắn khó chịu lắm. Một vách đá cao nhưng nhỏ nhòm mong manh yếu đuối như vậy có thể khiến hắn bất tỉnh sao? Từ đó, vì đế tôn này chắc chắn có điều xấu ta, chứ người này thực lực cao như vậy sao có thể bất tỉnh dễ dàng như vậy được? Tưởng ta dễ lừa sao? Đế tôn, ngươi muốn giả vờ sao? Ta không biết vì sao ngươi thích giả vờ nằm đây như vậy, nhưng mà nếu ngươi cứ muốn nằm tiếp thì cứ nằm đi, ta không cản. Tuyết mạch ta ra đây không làm phiền ngày nữa, tao đi tìm đường ra đây. Nơi đây có điều gì đó cực kỳ lạ. Nơi này là đâu? Chỉ đơn giản là phía dưới bạch tháp thôi sao? Đế tôn hắn đang làm gì vậy? Có phải là hắn đấy đang thi triển pháp thuật không để nhốt ta không? Không phải, hắn không thể nào hại ta được. Hắn rõ ràng là đang giúp ta. Nhưng mà tại sao? Ta mới biết rõ ràng là hắn muốn giúp ta, nhưng ta lại luôn có cảm giác muốn đề phòng hắn. Nơi này có sói. Những cái này ở đây nói lại với nhau. Những cái cây ở đây nó lại với nhau cứng như khối sắt vậy, thậm chí còn sắc nhọn nữa, không cẩn thận một chút là mất mạng như chơi. Đã thế còn có độc nữa. Đế tôn hình như hắn vẫn còn nằm đó. Hắn ta bất tỉnh thật hay giả? Nếu hắn bất tỉnh thật thì sao hắn đã lại? Hắn đã tỉnh lại chưa? Hình như đàn sói này còn coi đế tôn là thức ăn của bọn chúng. Phải nhanh quay lại đó. Mục tiêu của nó là đế tôn không phải mình. Nhưng hiện tại ta không rõ ngay ấy phải bao lâu mới tỉnh lại. Tóm lại, trước hết cứu người trước ấy đã. Đủ sói này, không chỉ khôn ngoan mà còn săn mồi theo đàn nữa. Trước khi hắn tỉnh lại ta phải cố gắng chiến đấu với lũ này đã. Đế tôn người mau tỉnh lại đi. Chủ nhân ngài đi ở đâu? Người trở lại rồi, tiểu táo muốn gặp người. Chủ nhân, có chuyện gì đã xảy ra với người à? Tiểu táo, ta đang ở khu rừng, phía dưới bạch tháp có một đàn sói đang tấn công ta. Tiểu táo là vừa chủ của môn thú. Lũ sói này dù có hung hãn thế nào thì cũng sẽ phải sợ tiểu táo. Chỗ dù của ta to lắm, muốn động đến ta đâu có dễ. Chủ nhân, quả thật nơi này có vấn đề mà. Tiểu táo lúc nãy nhảy xuống đây rõ ràng đã kiểm soát tốc độ rơi rồi. Thế nào mà vừa nhảy xuống cái này nó tụt dốc không phanh luôn. Muốn kiệm nó không rơi cũng không được, kết quả là u đầu rồi. Khoan hẳn, giải thích. Đã, chuyện quan trọng trước mắt đây nè tiểu táo, mau đã ai đuổi lũ sói này đi. Vâng chủ nhân, người xem ta thể hiện tài năng đây. Toàn xanh lần kia, người hét cái gì?
chủ nhân sao sợ chúng không sợ ta? Hay là do ngươi hét chưa đủ lớn? Được rồi, để ta gào lại. Khỏi hét, ở đây sói quá nhiều, có quá nhiều sói, chỉ có mình Tiểu Táo thì không phải đối thủ của bọn nó. Bế Tôn, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Mà nơi này là nơi nào vậy? Đây chính là nơi mà các đệ tử truyền môn của ta luyện tập, muốn giết bọn chúng cũng phải khó. Chẳng qua là những con sói này được sinh ra từ sự thù hận, linh hồn của chúng được ràng buộc với những cái cây này, nên cứ giết chết con này thì cái cây sẽ lại sinh ra thêm con khác. Đây có thể coi như vòng tròn vô lập, vòng tròn lập vô tận. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Đi về trước 30 dặm về hướng đông nam, nơi đó có một hồ nước, lũ sói này rất sợ đến đó. Được, vậy chúng ta mau đến đó. Xin lỗi. Vậy là ta đã hiểu nhầm cô ấy, không phải là cô ấy muốn một mình trốn thoát ta, nên mới tự làm mình bị thương để thu hút lũ sói đến. Mà hóa ra là từ đầu đến cuối cô ấy là bị ta mở lại chiến đấu với chúng, nên mới bị thương. Cảm giác được người bình thường cứ thực sự rất thích à. Tiểu Táo mà đến đây, mang đưa chúng ta đi. Vâng, cứ yên tâm, có ta ở đây rồi. Dừng lại đi, Tiểu Táo không thể vượt qua nổi chỗ này đâu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nơi này rõ ràng là rất đẹp, nhưng tại sao lại đem cho ta cảm giác rất bi thương? Từ đây chỉ có thể đi bộ. Vậy ta và Tiểu Táo sẽ không đi, bọn ta đây sẽ đợi người tới cứu sau. Nơi này thực sự đem lại cho ta cảm giác rất khó chịu. Không được, nàng phải đi với ta. Tại sao? Bổn ta có vết thương sau lưng, mà vết thương này do nàng gây ra. Chẳng nhẽ nàng nỡ để ân nhân cũng nàng yếu đuối vậy mà đi một mình như. Lỡ ta đang đi ngã ra đó chết thì sao? Không phải nơi đây chỉ đủ một người, mình ngươi đi qua sao? Vậy thì nàng bế ta đi qua cùng. Còn Kỳ Lân, ngươi không cần thiết đi theo đâu, ngươi đó đợi cũng được, hoặc quay lại chơi với lũ sói kia đi. Ngươi cũng phải đang bị thương sao? Sao lại bế ta rồi? Ta tưởng ta phải bế ngươi chứ. Tự dưng bế nàng ta lại khỏe rồi. Căn nhà sứ này thật đẹp quá mà. Như căn nhà này lần đầu tiên ta mới gặp, vậy tại sao ta lại cảm giác nơi này quen thuộc đến như vậy? Bế Tôn. Đúng rồi, vết thương trên người hắn rất nghiêm trọng, hắn bế ta được đến đây chắc cũng đã cạn kiệt hết sức lực rồi. Yếu mà có thích ra gió. Giờ thì nên làm gì? Đi vào đó nghỉ. Trời đất, sườn ảo à. Nhìn bên ngoài thì mềm mại như vậy, may vậy nhưng sờ vào thì thực chất lại rất cứng và lạnh. Ta đưa nàng đi cùng là vì muốn nàng giúp ta trị thương chứ không phải ngồi nghịch sườn. Vết thương của hắn ở đâu nhỉ? Tên Dung Nguyệt Thiên Lang này quá là tên biến thái thực thụ, vậy cho ta quả cách này cũng quá thể rồi. Nhưng sao nàng ấy nhìn vào lưng ta lâu như vậy rồi, chẳng lẽ lưng ta có vấn đề gì sao? Nàng có ý định giúp bổn thầy trị thương không? Kế hoạch dùng sắc đẹp quyến rũ của tên Dung Nguyệt bệ đã có vẻ thành công rồi. Có, Bế Tôn, có ba mảnh vỡ cắm vào lưng ngươi rốt cuộc là gì vậy? Mấy mảnh vỡ đó có đâm sâu vào ngươi không? Ngươi có đau không? Cơ quan nội tạng của ngươi có ảnh hưởng miếng nào không? Mấy mảnh vỡ này đều cắm vào vị trí hiểm mảnh, trên cùng cắm ngay trên tim ngươi, mảnh ai sửa thì là lá lách của ngươi, còn cái cuối cùng thì là bên thận trái của ngươi. Thế Tôn, sao nghe ta nói xong thì không có phản ứng gì vậy? Không có được bao nhiêu đại phu có thể nói được chính xác đến như vậy, có vẻ như danh hiệu phế vật thì sát của tình của nàng là xả rồi. Đúng là không ngờ, vậy mà nàng ấy có thể đoán đúng chính xác những vị trí vết thương trên người ta. Sao tâm trạng của hắn có vẻ như buồn đi vậy? Buồn ấy cũng vui lắm mà. Xin Thế Tôn tha tội cho Tuyết Mạch. Do Tuyết Mạch thất lễ tự ý xem vết thương của người, ta quên mất có ba vết thương hiểm như thế kia, ai mà có thể vui nổi chứ. Thôi tốt nhất là cứ nhanh chóng điều trị cho hắn đã. Nếu đến là đại phu chẩn đoán bệnh cho người bệnh, cần phải chú ý tới sắc thái người bệnh, tâm trạng của người bệnh và cách chữa trị. Mà nàng chức chữa trị chẳng nhẽ không chú ý tới sắc mặt cảm xúc của người bệnh như ta chứ? Đùa, kêu ta nhìn sắc mặt mà ngươi đeo mặt nạ thì ta nhìn sắc mặt bà nội ngươi để chữa à? Gì vậy? Ôi ơi, cơ bụng tám muối kìa, body chuẩn kìa, muối nào ra muối nấy, cái này bảo ta không mê sao được. Hóa ra đây chính là sắc đẹp tuyệt trần của nam tử mạnh nhất thế giới sao? Trên thế giới này chắc chưa ai nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn ta, vậy mà ta chắc là người đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt mỹ miều này của hắn rồi. Mà khoan đã, biết càng nhiều bí mật của hắn có phải càng nhanh chết hơn không? Ngươi cho ta nhìn thấy cái này xong là chắc chắn giết ta đúng không? Nàng... Sao nàng ấy lại phản ứng như vậy cơ chứ? Rõ ràng nhìn thấy thân hình với khuôn mặt mỹ miều của ta rồi, công nhào đến ôm ta sao? Hay là định lên kế hoạch gì phá đám ta đây? Ngươi mau xem đi, tưởng gì chứ khuôn mặt thì xanh sao, ốm nhom ốm nhách này,
chắc là do thiếu máu rồi. Tình hình này chắc không phù hợp đi chữa trị đâu. Nếu muốn chữa thì phải xả phẫu lấy gai ra, mà ngươi thiếu máu rất nhiều. Nếu phẫu thuật thì ngươi chỉ có ngỡm thôi, tốt nhất là nghỉ ngơi trước đã. Lệ Sở trò văn vở của đại phu sao? Thật sự không nhớ ra ta sao? Thật sự ngốc tới nỗi đầu heo cũng không bằng sao? Hay là mất trí nhớ rồi quên luôn? Hay là ngu ngơ xả vờ để lừa ta? Nhưng mà tại sao nãy phải xả vờ lệ để lừa ta? Không được, độc tâm trí của nẻ là trò đồ bại. Lần trước độc tâm trí của nẻ, nẻ cũng không vui. Muốn tán thành ấy phải công bằng mới được. À đúng rồi, ngươi cần phải xem mạch trước mới chữa bệnh được. Mau đưa tay đây, ta xem bệnh cho ngươi. Ế, sao lại gần như vậy? Mà thôi kể chứ, hắn cũng chưa xem xong thân hình, cũng không có ý định giết ta đâu. Tốt nhất là ta nên giả vờ ngoan ngoãn xem bệnh cho hắn trước đã. Dù sao đã có công cứu bệnh thì cũng không ai giết ân nhân cứu mạng mình đâu. Tuyết Mịch, nàng thực sự không nhớ ta ra ta là ai sao? Cái gì? Này hạng Sơ Nguyệt, đừng ngủ. Hôn mê thì phải báo trước ta chứ, cứ tự tiện hôn mê thế là được à? Có phải vừa nãy ta đẩy mạnh quá khiến hắn bị thương mà ngất đi không? Mà thôi, quan trọng là phải lấy nhánh cây ra mới được. Ba nhánh cây này cắm vào rất sâu, khả năng cao là sẽ tổn thương tới tim. Nói vậy những vết thương ở đây mới là nghiêm trọng nhất. Hoàng hãy cử động, cứ nằm yên, ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ bên chăm sóc, còn nếu không thì tự chữa đó. Không biết hắn như thế nào, sống trong ngàn năm qua không biết đã qua bao lần bất tỉnh, bao lần thương tật nữa. Nhưng tại sao ta lại chắc chắn hắn sẽ không làm tổn thương ta? Bỏ đi con suy nghĩ nhiều nữa, lấy nốt những nhánh cây cuối cùng này ra. Cánh này mà đâm vào ta chắc ta ngổn mất. May mà hắn giúp ta, nếu không ta chết lâu lắm rồi. Nhánh cây màu tím này chắc là nhánh cây thứ hai rồi. Mùi thơm thật. Cảm giác mùi này thơm thật, cảm giác nấu lên sẽ ngon lắm này. Mà sao ta lại thấy mùi này rất quen thuộc? Ta bị sao vậy? Ta không phải là ma cà rồng mà sao lại thích mùi máu được? Ta phải trị bệnh, phải trị bệnh. Đầu ta chỉ cần ngươi như một cái phao cứu sinh của ta, nên ta không quan tâm đến ngươi mấy. Việc sống chết của ngươi đối với ta không quan trọng. Nhưng bây giờ sao ta lại cảm thấy rất muốn quan tâm ngươi vậy? Rốt cuộc đã ta bị hắn quyến rũ vào lưới tình khi nào chứ? Quan trọng là ta không biết hắn là ai cả. Hắn đến từ đâu và tại sao hắn lại ở đây? Việc gì hắn phải giúp ta? Tất cả cái gì ta biết về hắn chỉ là điều nghe được từ bên ngoài, điều là nghe ngóng. Hắn bảo là hắn thích ta, nhưng mà hắn thích ta có phải là yêu ta không? Tại sao vậy? Hắn đối với ta rất tốt mà, nhưng tại sao đối với ta... Cái tên Hạng Sơn Nguyệt này lại khiến ta chán ghét như vậy. Tại sao ta lại ghét hắn? Tại sao chứ? Ai, nhức đầu quá, không nghĩ nữa. Cứ mơ mơ hồ hồ, chả rõ ràng gì cả. Rốt cuộc mối quan hệ của ta và hắn là như thế nào? Sơ đồ mối quan hệ của huyết Tuyết Mạch. Người bình thường, từ chối hôn sự, không liên quan với nhau nữa. Đế Tôn từ chối, đã biết hết tất cả bí mật của ngoại hình khuôn mặt. Chết. Quên đi, bên trong chuyện quan trọng nhất là phải tu luyện. Thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có thể làm chủ mạng sống của mình. Nóng. À, ngươi tỉnh rồi à? Sốt rồi ư? Người như hắn mà cũng sốt ư? Cái quái gì vậy? Nóng mỏi đầu, cơ thể đó này là rất bình thường mà. Thân nhiệt cơ thể đâu có cao vậy, chẳng lẽ đầu nó tự nóng nóng à? Để đo lại nhiệt độ xem. Nhiệt độ này, xá ra là chiếc giường băng này đã làm giảm nhiệt độ của cơ thể hắn rồi. Chứ nếu không, nhiệt độ của hắn có thể rung luôn được mấy nắp ấm nứt ống mất. Mạch, ai cơ? Mạch. Mạch, đừng làm như vậy, đừng tàn nhẫn như vậy, đừng mà. Mạch là ta ư? Không, chứ không phải đâu, có khi là tên của cô nương nhà nào, trộn với ta thì sao? Tuyết Mạch, nàng đừng sợ Tuyết Mạch, nàng đừng sợ ta mà. Bò đi đắng chắc thật. Tuyết Mạch, nàng là người của ta, nàng chắc chắn là người của ta. Chắc chắn, tại sao nàng lại? Tại sao? Mạch. Ế, đây là phản ứng quen thuộc à? Lạnh. Hóa ra tên này đào hoa vậy. Chắc chắn hắn với cô nương kia không phải là lần đầu làm chuyện đó. Đúng rồi, chắc chắn là làm nhiều đó mới quen thuộc. Nhường nhuyễn mấy trò này chứ. Cái kỹ thuật hộ kia cũng quá là điêu luyện quá rồi. Chắc phải hôn tiểu cô nương kia cả trăm lần rồi chứ ít gì. May mà nhờ có cái chiếc giường lạnh băng này, nếu không ta thực sự bị cuốn theo hắn rồi. Bị hắn quyến rũ luôn chứ. Không được, ta phải giữ tỉnh táo, không thể ra xa vào lưới tình được.
Hắn chắc chắn tưởng ta là người khác nên mới hôn nhầm thôi, nên nếu hắn nhắc tới thì cứ không thừa nhận là được. Chuyện gì vậy? Chỉ là hôn thôi mà, tại sao ta lại phải nghĩ nhiều như vậy? Sao lại lạnh rồi? Vừa nãy còn nóng ran, giờ thì lạnh như băng vậy. Sao xung quanh đây lại không có bất kỳ thứ gì để sưởi ấm vậy? Nếu mà cứ để hắn như vậy thì không ổn chút nào. Bây giờ phải chuyển hắn ra chỗ khác, không thể để hắn tiếp tục nằm trên chiếc giường này nữa. Nếu mà còn nằm nữa chắc đóng băng luôn mất. Quên đi, bây giờ kiếm cách sưởi ấm cho hắn mới là chuyện quan trọng nhất. Ta có thể đi được. Hình như hắn ta tỉnh táo hơn rồi. Tỉnh táo rồi nên định hất ta ra sao, không cần phải giúp đỡ nữa. Không được, cô ấy quá yếu, không thể để cô ấy bị thương. Không được, người đang bị bệnh tốt nhất là nên thành thật cho ta. Bây giờ ngươi định gạt ta sang một bên, không muốn ra giúp nữa à? Này sẽ bị thương, không thể để người ấy đến gần. Lần nào ta gặp nguy hiểm huynh cũng cứu ta, huynh dường như bất chấp tất cả để cứu ta, bây giờ còn bất chấp cả tính mạng của huynh. Vậy tại sao đến khi huynh cần ta thì ta lại không thể giúp được gì cho huynh ấy? Tại sao ta lại có thể trở nên yếu ớt vô dụng đến vậy? Tại sao ta lại không cứu được hắn? Tại sao chứ? Chủ nhân, người có muốn ăn đùi lợn rừng không? Để táo vừa bắt được con lợn rừng ngon lắm. Chủ nhân, ta thật không thể nào mà tìm thấy lối ra mà. Khu đường này thật sự không bình thường chút nào. Chủ nhân. Ta lại rơi vào hiển cảnh sao? Hay ta lại đang mơ? Cô hồ đi kia có vẻ đang bị thương rất nghiêm trọng, vậy mà nghe tiếng sáo gọi mà còn muốn đến sao? Tiểu hồ ly này hình như hắn thích hắn ta. Hồ ly cẩn thận, người kia chắc chắn sẽ cứu con hồ ly nhỏ kia. Hồ ly nhỏ đang bị thương rất nặng, hẳn là nó phải đau rất nhiều. Nhưng để nghe màn biểu diễn của hắn, hồ ly đã bất chấp đau mà đến. Hắn ta chắc chắn là phải hiểu cho tiểu hồ ly mà giúp nó. Vậy mà không thèm biết nó lấy một cái ư? Rõ ràng là nhìn thấy nó bị thương mà không giúp nó, đúng là máu lạnh vô tình mà. Tiểu hồ ly đến đây. Ta từng ăn qua rất nhiều loại thịt, chỉ duy nhất là thịt hồ ly chưa ăn qua. Thật là muốn nếm thử, ngươi xem, để xem ngươi có vị gì đó. Ngươi biết phép thuật ư? Vậy ngươi biết nó đúng không? Thịt hồ ly không ngon đâu, nó có vị chua. Thịt chua à? Vậy không sao, không ăn được thịt thì thôi. Ta dùng bộ lông cũng được, lông mang ra làm áo choàng cũng được mà. Lông ta không đẹp đâu, nhiều chỗ xấu mà còn bị rụng rồi. Làm áo lông sẽ không được đâu. Đúng hả? Chỗ này có chỗ bị thương mất lông này. Mà ngươi đã mở được linh thức rồi, chẳng lẽ không biết tự trị thương sao? Nhưng ta chưa biết cách biến thân nên không biết cách chữa. Lông ta cũng hỏng rồi, ngươi đừng lột ta làm lông nữa, thả ta đi mà. Bốn ta không thích những đồ vật có chỗ hỏng. Vậy ngày thả ta đi được không? Có thể. Và bốn ta sẽ chỉ cho ngươi khỏi thương rồi đột lông của ngươi cũng được. Có vẻ vết thương hành thẳng rồi, cảm ơn ngài. Vậy bây giờ có thể lục lông người làm áo rồi. Không được, không thể được. Mặc dù vết thương đã khỏi nhưng trên người ta vẫn còn lưu lại sẹo nên không dùng được đâu, nói chung nó vẫn có lỗi. Thế thì không được, vốn tại từ trước đến giờ chưa bao giờ làm việc thiệt đến mình cả. Ta không thể chữa không cho người mà ta không được lợi gì cả. Không đâu, người đã cứu ta, ta đương nhiên sẽ trả ơn mà. Người nhìn vậy thôi nhưng ta rất có ích đó. Ta có thể bắt thỏ cho người ăn, cũng có thể bắt xà hương cho người ăn. Được, vậy người đi đi. Được, ta đi ngay. Nửa tiếng sau, ta mát được thở đến chơi ngươi rồi, ta đã giữ đúng lời hứa rồi, ngươi có thể thả ta đi được chưa? Bốn ta từ khi nào nó ngươi bắt xong thỏ thì bốn ta sẽ thả ngươi đi. Vậy ta phải làm sao ngươi mới thả ta đi? Mang bọn thỏ này đi nướng lên đi, bốn ta muốn xem tay nghề của ngươi. Nhưng mà ta không làm được. Ý ngươi là ngươi muốn ta đem ngươi nướng như bọn thỏ. Vậy ta sẽ thử xem. Thật là biến thành người cũng vô dụng quá mà. Tưởng sẽ hữu ích nhưng mà cuối cùng lột da nướng thịt vẫn phải để người khác làm. Ta có thể đi sang hai con thỏ nữa để được đổi lại cái đùi thỏ không? Hai một cái thôi cũng được. Vậy ta có thể đợi đi được chưa? Đợi thêm chút nữa đi. Không cho ta đi, đã thế còn không cho ta ăn, thật sự quá đáng mà. Còn cái đùi cuối cùng ngươi có muốn ăn không? Không thèm, không ăn. Nàng ta đã không muốn ăn, vậy thì ngươi đi đi, ra ăn nốt cái đó đi. Nếu người muốn có nó người phải đấu tranh. Không phải là người cứ đứng chờ đợi mãi thì nó sẽ đến với người được đâu, mà nó sẽ biến thành của người khác. Ta sẽ cố gắng giành lấy những thứ mà ta muốn có được, tuyệt đối sẽ không nhường lại cho kẻ khác. Ta tên là Mạch Mạch.
nên Tuyết Mạch người cư nhiên dám sử dụng thuật hoán bị. Nhưng ở đất thành lịch nhiễm ma tổ này không thiếu người thừa kế bạch y, người nghĩ chỉ cần chịu được cái nỗi đau thay da đổi thịt là được làm tích công chúa sao? Ta nói cho người biết, nên Tuyết Mạch mình nên Tuyết Truyện ta không có ý định làm đích công chúa, nên ta cũng đã có ý định nhường ngôi cho ngươi, nhưng vì ngươi đã tính kế với ta trước nên ta cũng sẽ không thiên nể gì ngươi nữa. Chắc là ngươi không nghĩ đến ta đã bị trọng thương như vậy nhưng mà có thể sống được đúng không? Đáng nhẽ từ lúc ngươi còn yếu đuối nên đó ta phải giết ngươi luôn, không để cho ngươi còn mạng để mà thay da đổi thịt. Đáng tiếc giờ ta quá ngu ngốc mà tha mạng cho ngươi, nên Tuyết Mạch sợ ta với ngươi quyết đấu cầm đèn cẩm xem. Mạch Mạch ta sẽ thắng, Mạch Mạch ta nhất định sẽ thắng. Ninh Tuyết Riêng, ngươi thua rồi. Ta mới là đích công chúa, ta mới thật sự là đích công chúa, ta mới là người thắng, ma tổ ta mới là người thắng. Thắng chính là thắng, ma tổ đại nhân, thua chính là thua. Ma tổ đại nhân xin cho ta thêm một cơ hội, lần này Tiểu Truyện nhất định sẽ thắng. À! Tiểu Mạch, ngươi vẫn không nở ra tay với nàng ta hay sao? Ngươi mau nên xử lý nàng ta nhanh lên. Ma tổ đại nhân, ta có chút thắc mắc, ta với nàng ta dù sao cũng là tỷ muội song sinh, tuy không tình thân lắm, nhưng tại sao nhất định phải giết một trong hai? Tại sao? Đúng là tiểu hài tử ngây thơ, ma tổ nhất định chỉ có thể có một. Tất cả truyền nhân của ma tổ đều là song sinh cả, nhưng tất cả đều gì? Chỉ duy nhất có một người sống, bởi vì chỉ có thể kẻ mạnh mới có thể tồn tại, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thừa kế chức vị ma tổ. Kẻ yếu chỉ có thể chết. Có lẽ ngươi không biết Tiểu Lục đã tính kế với ngươi rất nhiều, cũng nghĩ rất nhiều cách để giết ngươi. Nàng ta rất ngu mô và xáo quyệt. Ta cũng đã nghĩ nàng ta đã thắng. Nàng ta thực sự tàn nhẫn hơn ngươi rất nhiều, nhưng thực sự không nghĩ đến người thắng lại là ngươi. Vậy nàng ta chỉ là người thua cuộc. Ngươi chỉ cần biết ngươi là người thừa kế chức vị ma tổ, không cần thiết lo lắng cho nàng ta. Tiểu Mạch đã rõ. Tiểu Mạch, ngươi thân là quỷ, điều cấm kỵ nhất là tình. Nhưng mà Tiểu Mạch vẫn có chỗ không hiểu. Không cần biết đây là loại tình cảm gì, nhưng đã dính đến chữ tình thì tất cả đều phải bỏ. Ta và Tiểu Triển vốn đã được định sẵn, người này sống người kia chết, người kia chết thì người này sống. Vậy tại sao trước kia người lại dạy bọn ta phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau? Ha ha, Tiểu Mạch, ngươi thử nói xem. Tiểu Mạch nhớ lấy, trên cách trần đời này không nên tin ai, không nên yêu ai, người nhớ lấy. Bây giờ bóng ta sẽ truyền cho ngươi một nửa công lực, lo mà luyện cho tốt thật hoán vị đi. Ta rất mong chờ đến ngày ngươi ra trận giết địch đó. Còn huyền cầm này ngươi vẫn cần phải dùng huyết của mình để nuôi nó. Vâng. Ta không muốn giết ngươi, nhưng ta muốn sống. Nếu như ngươi thấy ta hiện tại, liệu ngươi có còn nhận ra ta không? Tại sao nơi này vẫn còn người mặc bạch y? Tuyết Y Lan. Ta cẩn thận chút, cơ thể của ngươi đã hồi phục hoàn toàn chưa? Chưa hồi phục, nằm xuống cùng ta một lát rồi ta sẽ hồi phục lại luôn. Tên Dung Nguyệt Thiên Lan kia từng nói nếu muốn tán đổ nữ tử đang bài xích mình thì không nên tiến tới một cách dồn dập, mà nên tiếp cận từ từ thì mới có thể tán đổ được. Ta không nghĩ đến một ngày ta phải thực hiện được lời nói linh tinh của tên Dung Nguyệt Thiên Lan này. Vừa nãy nàng gặp mơ, gặp ác mộng sao? Không có. Vậy tại sao người lại gọi là Tuyết Y Lan? Ta không biết, sau khi tỉnh dậy ta không nhớ gì nữa. Hắn đang muốn bắt mạch cho ta. Chết kiểu này thối mặt mất, không được đã giảm tới mức cuối cùng rồi, không thể nào kiểm tra cơ thể của nàng ấy được nữa. Nè Đế Tôn, chẳng qua chỉ là bắt mạch thôi, sao lại bắt mạch lâu như vậy hả? Còn chưa chịu buông tay ra sao? Nàng mới gọi ta là Đế Tôn. À, hàng đại thân. Nàng nhận ra bổn tọa từ lúc nào? Vừa lúc nãy. Nếu đã biết ta là ai, tại sao không kêu tên ta? Kiều ngươi nhớ, ngươi không vừa ý là có phải ta chết không? À, chưa có cơ hội thích hợp để gọi. Tên Hạ Sơn Nguyệt đối với ta cũng rất ân cần, Đế Tôn đối với ta cũng rất ân cần. Nhưng hắn đang giấu thân phận như vậy, có nghĩa là chưa muốn ta biết, nên lúc này cũng chưa phải là lúc vạch trần thân phận của hắn. Hơn nữa ta chỉ là tiểu thiếp, chẳng may hắn ghét là ta có phải ngỡm không? Cửu Ly là tên của bổn tọa. Lúc không có người, có thể gọi bổn tọa là Cửu Ly. Vậy mà tên Cửu Ly lại là tên của hắn. Có khi ngay cả đại lục này cũng không biết tên của hắn mà Dung Nguyệt Thiên Lan. Mặc dù bản thân của hắn nhưng cũng chưa chắc đã biết danh xưng của hắn nữa. Mà sao hắn lại nói tên của hắn cho ta biết nhỉ? Hắn muốn thổ lộ tỏ tình với ta sao? Hay là hắn cảm thấy ta quá phòng bị, hắn nên muốn làm thân với ta?
Tại sao lại có vẻ khẩn trương vậy? Nhịp tim sao lại đập nhanh vậy? Đế! Cửu Ly! Cửu Ly, nơi này thật đẹp ha, linh khí cũng rất nồng đậm nữa, nơi này thực sự rất thích hợp để tu luyện ha. Nơi này ta rất thích, ít tu luyện, ta thường đến nơi khác tu luyện cơ. Nếu vậy nơi kia chắc hẳn rất đẹp nữa, phải đẹp hơn nữa đúng không? Cũng như nơi này thôi, tu luyện quan trọng nhất là tĩnh tâm, cho nên càng đơn giản càng tốt. Nhưng như vậy chẳng phải nơi này bỏ không rất lãng phí sao? Nơi này chẳng nhẽ có gì mà ngươi không thích sao? Đây không phải là chỗ của ta, ta không thích. Nơi này cũng phải tồn tại ít nhất 3 vạn năm rồi, nhưng gần đây bổn tọa mới phát hiện. Không biết tại sao nơi này lại đem cho ta cảm thấy rất khó chịu, sao mà thích hợp tu luyện được. Hôm nay nếu không phải lâm vào tình trạng nguy nan, cần gấp tới nơi này thì ta cũng đã không thèm ở đây rồi. Vậy những con đường suối kia không phải là ngươi tạo ra để ngươi đi qua sao? Còn phải ta, ta cũng rất muốn biết là ai đã tạo ra những con đường suối đó. Ngươi có thể tạo ra được nơi tuyệt đẹp như vậy chắc cũng phải có tâm hồn bay bổng lắm nhỉ? Nàng thích nơi này? Thích chứ. Nếu đã thích thì ở lại đây vài ngày đi. Đây đúng là một tà thủy tinh tuyệt mỹ ha. Ta cũng hơn nửa ngày chưa ăn gì rồi, nếu đã đói cũng có gì phải ngại, cứ nói với ta. Đợi ta chút. Chết tiệt, nãy dễ thương quá, tí nữa ta lại xúc mất kiểm soát với nàng ấy rồi. Ta phải từ từ mới tiếp cận nàng ấy được. Khoát vào. Người đang câu gì vậy? Chẳng nhẽ trong này có gì sao? Có cá. Ngồi xuống đừng làm ồn nữa, thứ đó rất sợ tiếng ồn. Hắn cũng có nhiều điểm quá mà. Hắn chắc bị bệnh sạch sẽ nên dùng xong một lần là điền ném đi, nên có mới có người đấy làm đồ kỷ niệm. Hắn ta có phải cũng đã từng đưa Diệp Thanh An lên đây rồi đúng không? Ôi mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Sợ ngồi di ta tan thịt nè. Không sợ. Mà nè Đế Tôn, ở đây có một bóng cây cọng cỏ cũng không có, bếp nấu cũng không, nếu mà ngươi câu được cá rồi thì làm sao nấu à? Ta vừa mới hồi phục lại nên không thể dùng truyền âm nhiều được. Đúng rồi, hắn vừa mất bệnh hồi phục lại mà. Vậy thôi đừng dùng thuật truyền âm nữa, cứ nói bình thường với nhau thôi. Mà ngài có sao không? Bây giờ ta cảm thấy hơi lạnh. Nàng ngồi gần ta đi, có khi ta sẽ cảm thấy ấm hơn đó. Mà ngồi gần ta cũng tiện nói chuyện với ta nữa. Quá trắc đến hệ lạnh thật. Cắn câu rồi, con cá này trong suốt kìa. Nồi nấu. Lấy đâu ra vậy? Còn chén đũa, bên trong không gian lưu trữ của ngươi đúng là không có cái gì là không có nhỉ? Có cái gì mà ngươi không có không? Không có nè. Bỏ đi, chắc hắn nói thầm thôi, ta đi xem cá. Đế Tôn, cái không gian lưu trữ này của ngươi làm sao chị có được vậy? Có thể chỉ ta cách làm không? Được. Bái sư. Bái sư? Mà ta bây giờ không tính là thị thiếp của hắn sao? Mà trong thời này, sư đồ lý, không sư đồ lý là cấm kỵ sao? Người không phải chỉ thu nhận người có tư chất tư thăng tam đẳng chú nên hay sao? Mà ta chỉ là thất tư đẳng. Mà lần này hình như ngài công khai thu nhận đồ đệ phải không? Đúng vậy, cho nên người phải nỗ lực hết sức. Nỗ lực bằng niềm tin là nếu gọi là thiên tài lắm. Muốn thăng lên thiên tam đẳng cũng phải mất cả năm trời mới được. Mà ta còn là phế vật nữa, có khi ta cưỡi cái kỳ lân lên cũng chưa chắc đã thắng được ý. Hắc địch năm là nơi ta để cho đồ đệ tu luyện. Nếu giờ này nàng thích có thể đến đây tu luyện, ta có thể hướng dẫn nàng tu luyện bất cứ lúc nào. Nếm thử đi. Ngon thật, đây đúng là khẩu vị mà ta thích. Mạnh như hắn có ý định thu nhận ta làm đồ đệ. Nhưng mà hàng đại thần, người đối với các đồ đệ nhất là đồ đệ nữ tử đều tốt như vậy sao? Ta nghe nói Diệp Thanh Lan cũng đã được ngài đưa đến đây chơi vài lần. Không, chỉ là ta đưa nàng ra ngoài do thôi. Trong tất cả đồ đệ thì nàng ta là người kém nhất. Tất cả tự công được phương hướng hành động tu luyện, nên với thực lực nàng ta không thể nào thoát ra khỏi hiển cảnh được, nên ta mới đưa nàng ta ra thôi. Hóa ra là vậy à? Nàng ấy đây là đang ghen sao? Nàng còn muốn biết thêm gì không? Ta vẫn còn chút thắc mắc. Đại thần dù sao người cũng đã khôi phục thân phận đế tôn rồi, vậy cái danh phận thị tiếp hồi này của ta chắc không cần dùng đến nữa đúng không? Có phải là hủy bỏ luôn đúng không? Nhưng cơ hội bỏ luôn cái danh hảo huyền thị thiếp này thì sau này khỏi phải lo bị gò bó rồi. Lúc đó ta sẽ tự do rồi. Nàng cũng thích thân phận tiểu thiếp đó ư? Tất nhiên, ai mà thích cái thân phận tiểu thiếp đó được. Thích là phải thích thân phận chính thê cơ. Nếu đã vậy, nỗ lực một chút thì sẽ được làm đồ đệ của bản tọa. Được rồi, ngủ đi. À, đây là hắn cảm thấy ta làm lá chắn cho hắn chưa đủ tốt nên muốn trừng phạt ta ư? Hay là sợ ta sau này dùng thân phận thị thiếp ra ai, là muốn dập tắt tư tưởng của ta, muốn thị ai với ta? Rốt cuộc cái tên này trong đầu đang nghĩ gì vậy? Hàng đại thần, quay hẳn ngủ đó, không phải người muốn nhận ta làm đồ nhi hay sao? Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa phải là đồ nhi của ta, nên cứ ngoan ngoãn làm tiểu thiếp trước đi đã. Cái gì? Vẫn chưa phải là đồ nhi, vẫn là thị thiếp.
Thị thiếp thì đối với ta là như vậy, nếu mà đồ nhi thì đối với ta như nào? Mặc kệ, đi ngủ. Nàng lăn qua lăn lại nãy giờ rồi chưa chịu buồn ngủ sao? Nhưng bổn tọa cho nàng hai lựa chọn, một là làm thị thiếp của bổn tọa, hai là làm đồ đệ của bổn tọa. Làm đồ đệ thì phải chăm chỉ nỗ lực rèn luyện một chút. Nàng đừng nghĩ vị từng làm thị thiếp của ta là ta sẽ thiên vị. Giả dụ như ta không thể làm đồ đệ của ngươi được, vậy chẳng phải cả đời này ta phải làm thị thiếp của ngươi sao? Vậy thì nàng phải mạnh mẽ lên. Bây giờ nàng ấy vẫn chưa trải qua thiên kiếp, nếu như làm thê tử của ta rồi, thiên kiếp rất nặng, chắc chắn nàng ấy không thể vượt qua được. Mà giờ nếu nàng ấy làm sư đồ của nàng, có thể ngày ngày ở bên nàng ấy chỉ dẫn nàng ấy từng chút một, về tội gì mà không làm? Nếu muốn ở bên nàng ấy lâu dài, chắc chắn phải lên kế hoạch chứ. Còn không mau ngủ đi, hay là muốn bổn tọa cho ngươi biên phòng? Lại dọa ta ư? Ừ thì ngủ. Đây là hình phạt cho nàng không duyên phòng với ta. Ngủ đi, nói nhiều. Bây giờ bị thương nặng phải mau chóng bế quan mới được. Ngày mai chắc phải dạy nàng ấy thuật phòng thân, mới đưa cho nàng ấy vài quyển tâm pháp, chuẩn bị cho nàng ấy chút đồ ăn sẵn. Với sự siêng năng của nàng ấy chắc chắn có thể luyện tập tới nơi tôi chốn. Đợi sau khi nàng ấy ra ngoài để cho Sa Luật Tĩnh Hàn chăm sóc nàng ấy cũng được. Sáng hôm sau, những thứ nàng đã quên ở chỗ Du Nguyệt Thiên Lan đỡ trong túi đó. Ngân phiếu của ta cũng ở đây luôn. Ngày nay nấu gì mà thơm vậy? Luyện công trước rồi mới được ăn cơm. Hướng Đông Nam Hồ Ngạn Triều, vận hành tán hợp xong tỉnh ta một giờ, luyện xong rồi quay lại đây ăn cơm. Cố lên vậy, muốn mạnh mẽ thì phải sang nan. Ba ngày sau, ngày sau tài dành cho đệ tử của Nhật Nguyệt Môn. Rời khỏi. Tiểu táo ta về rồi nè. Chủ nhân tới đây nè. Về rồi à? Đế tôn, chủ nhân đã thăng lên nhị bậc rồi. Chủ nhân, tiểu ta cũng đã thu luyện thăng cấp hơn rồi. Vậy á, ta cũng đã thăng cấp hơn rồi đó. Chủ nhân, quái đây lạ lắm, bọn nó không sợ ta gì cả. Nên ta tiện có bọn nó không sợ ta, ta lấy chúng nó ra luyện công luôn, đã tay lắm. Thật vậy hả? Vậy này sao chúng ta cùng đến đây nữa nha? Đến đây nữa, đồ à, chỉ có đồ đệ của bổn tọa mới có thể đến đây tu luyện thôi. Nên nếu muốn đến đây luyện, người chỉ có thể làm đồ đệ của ta thôi. Người nghĩ người đủ trình tới đây tu luyện được nữa? Trình đủ hay không cứ tỉ thí là biết. Mà như có gì sai sai thì phải, hôm nay đế tung có vẻ là lạ. Được, bổn ta sẽ chờ xem. Khu đường H5 này chính là do ngươi tạo ra, muốn phá bỏ nó cũng chỉ có thể là ngươi mà thôi. Đây có thể coi như là khảo nghiệm đầu tiên mà ta dành cho ngươi. Nếu như ngươi không thể thoát ở đây thì coi như hủy bỏ tư cách thi đấu làm đệ tử của ta. Nhưng mà nếu bọn ta không thoát ra được thì ngươi cũng phải đi bọn ta ra chứ. Tiểu táo, H5 này cấu tạo như nào? Chủ nhân, mặc dù ta đây mấy ngày rồi nhưng mà ta vẫn chưa thể tìm ra lối ra ở đây. Mà không hiểu sao ở H5 này dù ta đứng ở đâu bất kỳ nơi nào cũng đều xuất hiện quái thú. Mỗi lần ta muốn trốn chúng nó, muốn nghỉ ngơi một xứ, chỉ có thể tới hồ Phật Liên mới có thể nghỉ ngơi. Chúng nó lại đến kìa. Chủ nhân, người mau chỉ đi, ta sẽ chặn bọn chúng rồi báo tới hồ Phật Liên đi. Tiểu táo, không thể cứ lùi mãi được, đôi khi chúng ta bắt buộc phải tiến lên phía trước để đối mặt với khó khăn thôi. Đúng là tên đế tôn khó ưa mà. Người liều mạng cứu hắn như vậy mà hắn lại bỏ chúng ta ở đây, thật uổng công người cứu hắn mà. Thôi, đây coi như là khảo hạch, nhưng muốn trở thành đồ tôn của tên đế tôn này cũng không phải là dễ mà. Nếu với thân phận đế tôn kia không có gì lạ, nếu hắn có thể thường cả. Nhưng nếu Cửu Lê và Hạng Sơn Nguyệt cùng là một người, vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một đế tôn nữa ở đây, khả năng cao là Cửu Lê bây giờ đang bị thương rất nặng nên không thể xuất hiện ở đây, cho nên đế tôn mới xuất hiện. Trước cuộc chỗ hắn gặp phải chuyện gì mà thương thế trên người hắn lại nặng đến vậy cơ chứ? Đi thôi, bỏ đi bây giờ nghĩ nhiều cũng không thể thay đổi cục diện mà giúp hắn được, bây giờ phải kiếm đường ra trước đã. Nhật Nguyệt Tông, nơi đệ tử khảo thí. Ải thứ hai, nếu như hai người lần lượt cùng vượt qua sợi dây xích trên đá ở ải này, hai người đi cùng lúc có thể hỗ trợ nhau cùng vượt qua ải này, cũng có thể đối trợ nhau để vượt qua ải này. Thái tử điện hạ, với năng lực của ta và ngài chắc chắn có thể vượt qua ải này dễ như chơi, vì vậy ta nghĩ chúng ta và hiện tại chưa nên tỉ thí nhau vội. Vượt qua ái này rồi chúng ta tỉ thí tiếp cũng được. Bây giờ ta và ngài cùng hợp sức chống đỡ, giúp đỡ nhau đi qua sợi dây xích vượt ải đã, được không? Tân đệ tử Nhật Nguyệt Tông Thiên Tài của Phượng Nghi Quốc Phượng Gia Hân. Ngươi nghĩ ta là ai hả mà cần hợp sức? Nếu như ngươi sợ không dám đi thì cứ đi sau ta là được, bản thế tử ta sẽ đi phía trước. Tân đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, Thế tử Phi Tinh Quốc Hách Điên Tiêu. Đa tạ thế tử. Thế tử thất lễ rồi.
Người kia là ai? Hình như cô ta cũng là tân đệ tử của tông môn thì phải, mà cô ta từ đâu chui ra vậy? Đây là nơi khảo thí của tân đệ tử sao? Đế tôn, đế tôn. Đế tôn vừa hay mới mở đầu màn khảo thí chiêu sinh đúng không? Tiết mạch đã không đến trễ nhỉ? Tên đế tôn này quả nhiên luôn đi theo ta, âm thầm bảo vệ ta mà. Ta vừa đi ra khỏi mê cung ảo ảnh thì hắn cũng tới đây luôn. Phong Liên Y, so tài vừa bắt đầu đúng không? Vậy thì để vị ninh cô nương này cùng tham gia khảo thí đi. Vâng, vậy mà đế tôn lại đích thân đưa nàng ta tới đây, chẳng như nàng ta chính là đệ tử duy nhất của đế tôn được định sẵn năm nay. Đế tôn, đệ tử có việc xin thỉnh giáo. Nói, chúng ta ít nhất cũng phải trải qua ít nhất là 6 cửa khảo thí rồi, cũng đã lại bất không ít thí sinh rồi, vậy vị ninh cô nương này muốn tham gia vòng này thì có phải là không công bằng với mọi người không? Mà nên cô nương lại đang bị trọng thương nữa, nếu để cô nương thi đại 6 vòng khảo thí đầu chỉ sợ là không chịu nổi. Nhưng mà để cho nên cô nương vượt qua 6 bài khảo thí trước thì chắc chắn sẽ hao tổn sức lực rất nhiều. Nếu đây là đệ tử nhập môn của ta, tất nhiên là phải trải nghiệm hết tất cả những vòng khảo thí mà người thường không thể chịu được rồi. Trừ khi không muốn bái sư mới không muốn trải nghiệm thôi. Thỉnh đế tôn thứ lỗi, Tiết Mạch vừa từ trong mây cảnh thoát ra, cơ thể còn trọng thương nên chưa thể nào đứng vững được. Và từ trước tới giờ ta chưa bao giờ yêu cầu để được đối xử đặc biệt cả. Hơn nữa ta nhất định sẽ vượt qua 6 ải kia. Mặc dù hắn và cửu đi có một mùi giống nhau, nhưng mà mùi hương trên người hắn rõ ràng là vừa mới được bôi lên. Chắc chắn hắn không phải cửu đi. Được, nhưng mà ngươi tư chất vốn bình thường, nếu mà muốn làm đồ tôn của bản sư thì phải thể hiện thành tích vượt trội trong các phần thi khác thì mới có thể khiến cho người khác tâm phục khẩu phục, hiểu chưa? Hừ, vị đế tôn này lại đang muốn làm khó ta sao? Ta cho ngươi thời gian một canh giờ để nghỉ ngơi dưỡng thương. Như sau một canh giờ ngươi nhất định phải thông qua 6 ải kia như bọn họ, nhưng ngươi chỉ được phép được vượt qua 6 vòng đó trong vòng 6 canh giờ. Đây sẽ là một cơ hội bổ tạ ban cho ngươi. Nếu như ngươi không xuất hiện vào phút cuối giờ hay vượt qua quá sầu ý định, ngươi vẫn sẽ được làm đồ tôn ở Nhật Nguyệt Tông, nhưng không thể bái ta làm sư tôn, mà chỉ có thể bái những người khác trong Nhật Nguyệt Tông làm sư. 6 canh giờ sao có thể được, chỉ có duy nhất vị Thiên Tiêu Sơ hơn vạn năm trước mới làm được thôi. Đây là chuyện bất khả thi rồi. Thiên Tiêu Sơ là bị hoàng tử mà bị đóng băng trong đá trong thạch động đó. Nếu như theo bọn họ nói, vị hoàng tử đó có thể hoàn thành vượt qua 6 ải trong 6 canh giờ, vậy nếu có người làm được thì nên Tiết Mạch ta chắc chắn cũng có thể làm được. Được, Tiết Mạch ta chấp nhận thử thách. Ngươi cũng có thể chọn rút lui mà, đây chẳng qua cũng chỉ là cuộc chọn đệ tử thôi, có cần phải đánh trực cược mạng sống không? Đa tạ Đế Tôn đã quan tâm. Rút lui, hai từ này không bao giờ xuất hiện trong từ điển của Ninh Tiết Mạch ta cả. Một canh giờ sau, ải cuối cùng. Tiểu táo, ngươi cứ bên ngoài nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi đi theo ta cũng mệt rồi, ải cuối cùng cứ để ta lo. Vâng chủ nhân, người mau chóng hoàn thành rồi nghỉ ngơi nha. Chủ nhân hiện tại cũng mệt lắm rồi, người cũng phải mau chóng hoàn thành ải để nghỉ ngơi nha. Ta biết rồi.